Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 15. Nam Uyển. Trong một căn nhà nhỏ, Diệp Quan chỉ đang đứng bên hồ, tay cầm một cuốn sách cổ, đang đọc rất say sưa. Hôm nay Diệp Quan chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, có hình vẽ núi non sông nước trên đó, thật yên tĩnh và tao nhã. Lúc này cô ấy bỗng tựa vào lan can, nghiêng người về trước, mái tóc dài xõa xuống che khuất đi nửa gương mặt xinh đẹp. Không biết nhìn thấy cái gì mà Diệp Quan chỉ bỗng bật cười, nụ cười này có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này một người phụ nữ đi đến, bà lão nhìn Diệp Quan chỉ thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp, con còn cười được à? Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, sao thế ạ? Bà lão trầm giọng nói, con không hối hận sao? Diệp Quan chỉ mỉm cười, có gì mà hối hận chứ? Bà lão nhìn Diệp Quan chỉ, bây giờ con đã mất hết mọi thứ, còn bị giam cầm, đáng sao? Diệp Quan chỉ khẽ nói, không có gì đáng hay không cả, chỉ cần làm việc tự mình cho là đúng là được. Bà lão hơi tức giận, con bênh vực cho Diệp Quân, rồi ai có thể lấy lại công bằng cho con đây? Diệp Quan chỉ bỗng hỏi, dạo gần đây Diệp công tử vẫn ổn chứ? Bà lão bực mình nói, ta không biết. Diệp Quan chỉ khẽ nói, hắn mới là người bị hại thật sự. Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói, những ngày tháng hắn ở bên ngoài chắc chắn không dễ dàng gì, người đi đưa chút tiền và đan dược cho hắn giúp ta. Bà lão trầm giọng nói, tiểu thư, hiện giờ hắn và người mang thiên mệnh là kẻ thù không đội trời chung, người mang thiên mệnh đã nói có gã thì sẽ không có Diệp công tử, có Diệp công tử thì sẽ không có gã. Nếu lúc này mà con giúp đỡ Diệp công tử, chắc chắn sẽ đắc tội với người mang thiên mệnh. Diệp Quan chỉ nhìn bà lão, bình tĩnh nói, ta phải đi nịnh nọt người mang thiên mệnh sao? Bà lão sửng sốt. Diệp Quan chỉ khẽ cười, một người đánh không lại thì gọi thiên đạo như thế mà cũng xứng để cho Diệp Quan chỉ ta nịnh hót à? Ta khinh. Nói rồi cô ấy xoay người bỏ đi. Bà lão. Điện nội các. Hôm nay một ông lão bỗng bước vào nội các, ông lão này chính là Thư Hiền. Lúc này Thư Hiền mặc một bộ đồ màu trắng rộng rãi, đầu bạc trắng. Sau khi bước vào điện nội các, trong điện chỉ có một người phụ nữ, bà ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt bà ấy là hàng loạt những tấu chương. Người này chính là viện phó của nội các hiện nay Lý Bán Chi. Nhìn thấy Thư Hiền, Lý Bán Chi hơi sửng sốt, sau đó đặt bút xuống nói, Thư lão. Thư Hiền gật đầu, Lý viện phó, chắc là bà biết mục đích đến đây của ta. Lý Bán Chi hỏi, là vì chuyện của quan chỉ à? Thư Hiền gật đầu. Lý Bán Chi bình tĩnh nói, là ta đã ra lệnh bãi bỏ chức chủ tịch của nó, còn giam giữ nó. Thư Hiền ngạc nhiên nói, không phải là quyết định của đoàn nội các sao? Lý Bán Chi gật đầu, là quyết định của cá nhân ta. Thư Hiền do dự một lúc rồi nói, Lý viện phó. Trước giờ bà luôn là người mà ta kính phục, ta hiểu rõ cách làm người của bà, chắc hẳn bà cũng biết rõ ngọn nguồn của chuyện này, tại sao bà lại làm thế? Lý Bán Chi ngẫm nghĩ rồi nói, Thư lão, ông ngồi đi. Thư Hiền lắc đầu, ta không ngồi nữa. Lý Bán Chi cười khổ, nói, Thư lão, tất nhiên ta biết toàn bộ chuyện này thế nào, lần này đúng là nhà họ An và tộc Thiên Long ỷ thế ức hiếp người khác, quan chỉ đang lấy lại công bằng, nó không làm gì sai cả. Thư Hiền nhíu mày, vậy tại sao bà lại chèn ép nó? Lý Bán Chi bỗng nói, Thư lão, ông mong nội các xảy ra đấu đá nội bộ sao? Thư Hiền sửng sốt. Lý Bán Chi nhẹ giọng nói, Thư lão, quan chỉ có tài năng tuyệt vời, nó nhìn thấy rõ các vấn đề của thư viện nhưng ông nghĩ chỉ có một mình nó nhìn ra các vấn đề hiện giờ của thư viện sao? Năm đó kiếm chủ nhân gian không nhìn ra ư, chúng ta không thấy được à? Thư Hiền im lặng. Lý Bán Chi thấp giọng thở dài, năm đó ta khuyên kiếm chủ nhân gian không chỉ một lần, bảo ông ấy làm suy yếu các thế gia và tông môn nhưng ông ấy không làm như vậy, vì ông ấy không đành lòng, cũng không muốn đá hết những người từng đồng hành với mình trước đó. Tất nhiên trong cuộc đại chiến hư chân, các thế gia và tông môn cũng đã góp sức rất nhiều, họ đều có công lao với toàn vũ trụ. Thật vô lý khi động đến người ta sau khi họ đã liều mạng cho vũ trụ, chuyện này nói thế nào cũng không làm thế được. Quan trọng nhất là người ta không hề phạm tội. Chúng ta lấy lý do gì để làm họ suy yếu đây? Thư Hiền không nói gì. Lý Bán Chi nói tiếp, quan chỉ nhìn ra được vấn đề này và muốn thay đổi nó. Ta có thể hiểu được nhưng thư lão này, chuyện này dính líu đến rất nhiều người,
không phải là vấn đề mà nó có thể giải quyết được. Ông biết đấy, nó đã trừng phạt nhà họ An và tộc Thiên Long vì muốn giúp đỡ Diệp công tử. Chuyện này đã khiến tất cả các gia tộc và tông môn bắt đầu liên kết với nhau. Mục đích của họ rất đơn giản, ai động đến lợi ích của họ thì họ sẽ đối địch với người đó. Bà ấy lắc đầu, thư lão, Thanh Khư cô nương không ở đây, nếu các thế gia ra tay với quan chỉ thật, ông có khả năng ngăn được họ không? Thư Hiền im lặng không đáp. Văn viện lấy gì ngăn cản đây? Lý Bán Chi lại nói, lùi một bước mà nói, ta nghe theo lời khuyên của quan chỉ vạch trần các thế gia, ông có biết hậu quả là gì không? Hậu quả là những gia tộc và tông môn đó sẽ điên cuồng chống phá. Cổ tộc và nguyệt tộc do phe thế gia đứng đầu sẽ ra mặt, đến lúc đó nội các sẽ loạn, một khi nội các loạn, thư viện cũng sẽ loạn. Ở thời đại hiện nay, một khi thư viện hỗn loạn mà kiếm chủ nhân gian không có ở đây, Thanh Khư cô nương cũng ngủ say thì ai có thể trấn áp được. Thư Hiền thở dài, là do ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Lý Bán Chi gật đầu, ta bãi bỏ chức vụ của quan chỉ. Phe thế gia và phe tông môn sẽ không nhằm vào nó nữa, nó sẽ an toàn. Thư Hiền chắp tay lại, ta đã hiểu lầm Lý Viện Phó rồi, thật xin lỗi. Cáo tử nói xong, ông ấy xoay người đi. Sau khi Thư Hiền rời đi, Lý Bán Chi quay đầu lại nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi đó có một người gỗ nhỏ, bà ấy khẽ nói, đã mấy ngàn vạn năm không gặp ngươi rồi. Bà ấy vừa nói vừa cười tự giễu. Người xuất hiện ở Thanh Châu cũng không đến đây gặp ta, trong lòng ngươi, ta chỉ là một công cụ hình người thôi sao? Đỉnh thí luyện, huyền giới. Bốp 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 bốp. Trên đài tỷ võ, Diệp Quân đang chiến đấu kịch liệt với võ thần. Tốc độ của hai người quá nhanh, vậy nên người bình thường chỉ có thể nhìn thấy được hai tàn ảnh mơ hồ. Mà Diệp Quân lại không dùng kiếm. Hắn dùng quyền cước. Trước khi tu kiếm, thứ mà hắn dùng chính là quyền cước. Hắn giờ vẫn đang chịu đòn một cách bị động, căn bản không có bất cứ sức đánh trả nào. Tốc độ, sức mạnh cũng như phản ứng, bao gồm cả ý thức của võ thần đều áp chế hắn. Lần này, hắn cũng không dùng kiếm một cách bất ngờ nữa. Việc hắn phải làm chính là chịu đòn. Hắn phải rèn luyện phản ứng, tốc độ và ý thức của bản thân. May là bởi vì hắn thường xuyên ăn thịt rồng, uống máu rồng, nên thân xác mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không thì hắn căn bản chẳng thể chống đỡ được lâu tới thế. Bây giờ đương nhiên hắn sẽ không theo đuổi đại đạo chí giản, muốn đạt tới đại đạo chí giản, hắn phải đạt tới đỉnh cao của phức tạp, chỉ có như vậy thì mới có thể theo đuổi đại đạo chí giản. Người đạt tới đỉnh cao mới có tư cách theo đuổi thứ gọi là bình thường, nếu không thì ngươi không phải đang theo đuổi sự bình thường mà bản thân ngươi đã chính là sự bình thường, ngoại trừ bình thường ra, ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác. Theo đuổi sự bình thường và bình thường một cách bị động, đó là hai cách biệt quá lớn. Diệp Quân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, vậy nên hắn muốn lợi dụng võ thần để rèn luyện bản thân, khiến cho bản thân đạt tới đỉnh cao của phức tạp trước, sau đó lại theo đuổi đại đạo chí giản. Trên đài tỷ võ, Diệp Quân liên tiếp lùi ra sau, trong nháy mắt, hắn đã lùi ra xa mấy trăm trượng. Mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng đã có sự khác biệt so với lần đầu. Hắn có thể phòng bị một cách có hiệu quả, không đến nỗi bị võ thần đánh túi bụi. Cứ như vậy, ba ngày đã qua đi. Ba ngày này, Diệp Quân vẫn dựa vào khôi phục đan và trị thương đan, không ngừng giao chiến với võ thần, không dừng lại dù chỉ là một khắc. Tinh thần của Diệp Quân căng như dây đàn, lúc giao đấu với võ thần thật sự không thể buông lỏng dù chỉ là một chút, nếu không thì thứ chờ đợi hắn sẽ chính là sự hủy diệt. Võ thần này rất biết cách nắm bắt cơ hội. Lơ là một chút thôi là sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt ngay. 10 ngày trôi qua, Diệp Quân đã bắt đầu dần thích ứng sự tấn công mạnh mẽ của võ thần này, bây giờ mặc dù hắn vẫn chưa thể phản công, nhưng phòng bị thì đã dư sức, bởi vì hắn đã có thể thích ứng được với tốc độ và phản ứng của võ thần. Thực lực của võ thần là cố định, bố trí trận pháp ở nơi này cao hơn 5 lần so với người khiêu chiến, vậy nên võ thần sẽ không nâng cao thêm nữa. Thế nhưng Diệp Quân thì khác, hắn có thể nâng cao. Vậy nên dưới sự học tập điên cuồng, mỗi ngày hắn cũng đều đang nâng cao một cách điên cuồng. Cứ như vậy, lại 5 ngày trôi qua. Bây giờ, Diệp Quân đã bắt đầu có thể từ từ phản công, nhưng hắn phát hiện ra lúc hắn bắt đầu phản công, võ thần này cũng có thể dễ dàng hóa giải đòn công kích của hắn. Công thủ đều vô địch. Diệp Quân lại càng thêm phấn khích.
Lại thêm 10 ngày trôi qua, Diệp Quân đã bắt đầu có thể đánh qua lại với võ thần. Bây giờ, đôi bên đang trong tình cảnh chẳng ai làm gì được ai. Diệp Quân từ lúc bắt đầu tới bây giờ vẫn không dùng kiếm. Bốp! Đột nhiên, trên đài tỷ võ vang lên một tiếng bốp, Diệp Quân liên tiếp lùi ra sau, ở phía xa, võ thần đột nhiên lao về phía trước, tung một cú đấm thẳng về phía mặt Diệp Quân, không có bất cứ quyền thế nào, nhưng trong cú đấm này lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp Quân híp hai mắt lại, chân phải hắn dẫm nhẹ lên mặt đất, cả người lao ra như tên bắn, sau đó cũng tung một cú đấm về phía đối phương. Bốp! Hai người hết sức căng thẳng. Diệp Quân dừng lại, sau đó võ thần đó đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn. Một giây sau, võ thần vung thẳng chân đá về phía đầu Diệp Quân. Gần như cùng lúc này, Diệp Quân cũng vung chân tung thẳng cú đá về phía đầu của võ thần. Bốp! Bốp! Trong nháy mắt, hai người cùng bay ra. Diệp Quân vừa đáp đất lại dùng hai tay đấm mạnh lên mặt đất, cả người lùi về phía sau, hắn vừa lùi, một bàn chân đã dẫm mạnh lên trên mặt đất trước mặt hắn, trong phút chốc, mặt đất lập tức nứt ra, còn Diệp Quân đã lùi cách xa cả mười mấy trượng. Võ thần đột nhiên lao về phía trước, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đài tỷ võ, một giây sau, không gian trước mặt Diệp Quân cứ thế nứt toác, một sức mạnh khủng bố cứ thế bao trùm. Thế nhưng, Diệp Quân đã biến mất khỏi vị trí cũ. Võ thần đột nhiên quay phát người tung đòn khuỷu tay. Bốp! Không gian lại nứt ra. Tuy nhiên Diệp Quân đã ở cách xa tận 10 trượng, võ thần lao về phía trước, tung ra một cú đấm. Không gian lại nứt ra. Cùng lúc này, Diệp Quân lại biến mất tăm. Cứ như vậy, võ thần không ngừng đuổi đánh Diệp Quân, thế nhưng lần nào cũng bị Diệp Quân hóa giải. Công thủ trong mỗi lần nhìn có vẻ rất bình thường, thật ra ý thức của đôi bên không biết đã biến hóa bao nhiêu lần. Bây giờ, ý thức và phản ứng của hắn đã không hề thua kém võ thần này. Có điều, về phương diện sức mạnh và tốc độ thì vẫn có đôi chỗ không bằng. Dù gì võ thần này cũng được thiết lập cao hơn hắn 5 bậc cảnh giới. Cùng lúc này, võ thần đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân đột nhiên ngẩn ra. Từ lúc giao đấu tới nay, võ thần này chưa hề dừng lại, mà lúc này, võ thần lại đột nhiên dừng. Lúc này, võ thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, không gian mà võ thần đang đứng bắt đầu nứt ra thành từng tầng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân đột nhiên sững sờ, một giây sau, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, kinh ngạc nói, võ thần muốn thi triển võ kỹ ư. Này, làm như vậy là chơi không đẹp lắm đâu đấy. Hắn không sợ võ kỹ. Thế nhưng hắn sợ võ kỹ mà võ thần này thi triển. Bởi vì võ kỹ mà võ thần này bộc lộ có thể sẽ thuộc vào dạng vô cùng khủng khiếp, mẹ kiếp. Lúc này, võ thần đó đột nhiên biến mất khỏi vị trí giống như ma quỷ. Đôi đồng tử của Diệp Quân cứ thế co lại, hắn đang định ra tay, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra có một khí thế khủng bố đang bao trùm lấy hắn, khiến cho cơ thể hắn đông cứng lại. Hắn vừa muốn phá thế. Tuy nhiên ngay vào khoảnh khắc đó lại có một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng Diệp Quân vô cùng kinh ngạc, tay phải của hắn siết chặt thành nắm đấm, sau đó tung ra một cú đấm. Giây phút cú đấm của hắn lao ra, bàn tay của võ thần lại giống như cây bông dính lên trên tay phải của hắn. Sức mạnh của cú đấm này hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc Diệp Quân đang ngẩn ra, bàn tay của võ thần lại đột nhiên giống như một mảnh vải phủ lên trên nắm đấm của hắn. Trong phút chốc, sắc mặt của Diệp Quân hoàn toàn biến đổi. Không để cho hắn kịp phản ứng, hắn đã cảm nhận toàn thân giống như bị búa sắt đánh trúng, cả người cứ thế bay xa. Vào giây phút bay xa, cả người hắn bắt đầu nứt toác, máu tươi phun khắp tứ phía. Cùng lúc này, không gian của cả đài tỷ võ cũng nứt toác, biến thành hình dạng mạng nhện. Đài tỷ võ bên dưới chân cũng dần sụp đổ giống như đang có động đất, khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Bốp! Lúc này, Diệp Quân ngã xuống mặt đất, vừa mới đáp đất, trong miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, bên dưới người hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, mặt đất ngay tức thì nhuộm sắc đỏ. Cơ thể Diệp Quân không ngừng co giật, máu trên người tuôn chảy, thê thảm không nỡ nhìn. Khoảnh khắc này, hắn có cảm giác bản thân đã hoàn toàn tàn phế. Hắn thấy trên người không còn chỗ nào toàn vẹn nữa. Rõ ràng không hợp lẽ thường. Diệp Quân run giọng nói, tháp ra, võ thần lại tung ra đại chiêu,
có còn công lý nữa hay không? Tiểu Tháp. Cùng lúc này, võ thần kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, biểu cảm của Diệp Quân đống cứng lại, ta đầu hàng, ta không đánh nữa. Võ thần không nói gì, cơ thể của chợt trở nên hư ảo. Diệp Quân ngẩn ra. Chẳng mấy chốc, võ thần đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng lúc này, một cuốn sách cổ lại rơi xuống trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân liếc nhìn, đột nhiên ngơ ngác. Liệt Thế Thốn Kình. Diệp Quân không bận tâm tới đau đớn toàn thân, hắn cố gắng giơ tay phải lên mở cuốn sách cổ đó ra, đập vào mắt là một hàng chữ lớn, xảo kình thấm ướt, kẽ hở động trời, thần quyền diệt thế, cận chiến vô địch. Cận chiến vô địch. Diệp Quân đột nhiên trở nên phấn khích, hắn vội vàng mở sách cổ ra, lúc này, cuốn sách cổ đó hóa thành một tia sáng thâm nhập vào giữa ấn đường của hắn. Trong nháy mắt, vô số thông tin chảy vào trong bộ não của hắn. Liệt Thế Thốn Kình. Cấp giản. Ở Trung Thổ Thần Châu, cấp bậc của công pháp, tâm pháp và trang bị lần lượt là cấp nhân, cấp linh, cấp vương, cấp địa, cấp thiên, cấp tiên, cấp thánh, cấp đế. Bên trên đó là cấp thần và cấp giản, mà loại này cũng chỉ vũ trụ quan huyên mới có. Có thể nói, một môn võ kỹ cấp đế đã là sự tồn tại vô cùng nghịch thiên. Hôm đó hắn chiến đấu với Trương Long Hổ, đối phương bộc lộ ra chính là cấp đế, uy lực đó hắn có ấn tượng hết sức sâu sắc. Mà cấp thần, cho dù là một số gia tộc lớn ở Trung Thổ Thần Châu thì đó cũng là thứ vô cùng hiếm có, còn về cấp giản chỉ có một số thế lực hàng đầu mới có. Cấp giản, chính là đại đạo chí giản, võ kỹ từ phức tạp tới giản đơn. Đơn giản trực tiếp, một đấm đánh chết ngươi. Diệp Quân đương nhiên phấn khích. Mặc dù bản thân đang bị trọng thương, thế nhưng hắn thật sự hào hứng. Có môn võ kỹ này tượng trưng cho việc khả năng cận chiến của hắn tuyệt đối vô địch. Hơn nữa, môn võ kỹ này rất có khả năng là do võ thần sáng tạo ra, cấp giản do võ thần sáng tạo, đó là thứ mà những võ kỹ cấp giản khác có thể so bì hay sao? Đó tuyệt đối là thứ vượt xa cấp giản thông thường, thậm chí còn có thể vượt cấp. Quá đỉnh! Diệp Quân phá lên cười. Phấn khích nói, Tháp gia, võ kỹ cấp giản đó. Ngươi xem, con mẹ nó, là võ kỹ cấp giản đó. Ta có được rồi, ha ha. Tiểu Tháp trầm mặc. Giọng nói bí ẩn khẽ vang lên, nếu như hắn biết thứ này ở nhà hắn là một thứ rác rưởi thì hắn sẽ ra sao? Tiểu Tháp nói, không biết. Giọng nói thần bí, hay là ngươi cho hắn thứ gì tốt hơn chút đi? Tiểu Tháp khẽ nói, bỏ đi. Thứ mà hắn dùng tính mạng giành lấy và thứ ta cho không hắn hoàn toàn khác nhau. Giọng nói thần bí, quả thực. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Quân vẫn đang phấn khích cười lớn, Tháp gia, ngươi xem. Tháp gia, sao ngươi không nói gì? Ngươi không cảm thấy cấp giản này rất lợi hay sao? Hả? Tiểu Tháp. Sau một hồi phấn khích, Diệp Quân lại uống một viên trị thương đan và khôi phục đan. Đây cũng là hai viên đan dược cuối cùng của hắn rồi. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Quân có cảm giác bản thân đã hồi phục được tương đối. Vậy nên hắn bắt đầu đứng dậy tu luyện. Liệt Thế Thốn Kình, xảo kình thâm ướt, kẽ hở động trời, thần quyền diệt thế, cận chiến vô địch. Đây là một cách hay được bộc phát, hai loại sức mạnh dung hòa vào nhau. Chỉ cần đứng gần và bộc lộ ra môn võ kỹ này thì ngay cả một con thiên long cũng có thể bị một đòn đấm nát. Lúc võ thần thi triển võ kỹ, bởi vì bị áp chế nên không phát huy hết được uy lực thật sự của môn võ kỹ này. Đương nhiên, nếu như bản thân võ thần ở đây, không cần thi triển môn võ kỹ này, tùy tiện tung ra một đấm thì e rằng Trung Thổ Thần Châu này sẽ sụp đổ tan tành. Diệp Quân học rất nhanh, không cần dùng đến một ngày đã nằm lòng môn võ kỹ này. Hắn lại dùng thời gian một ngày để thành thạo hoàn toàn môn võ kỹ này, bây giờ hắn thi triển cũng có thể đạt tới hiệu quả giống như võ thần thi triển ban nãy. Đúng vào lúc này, giọng nói của ông lão canh tháp đột nhiên vang lên trước mặt hắn, Diệp công tử mau đi đi, người của Tổng viện tới rồi. Tổng viện, Diệp Quân ngẩn ra, sau đó lập tức rời đi, vừa mới rời đi, hắn lại trở về trước huyền tháp. Nhìn thấy Diệp Quân. Ông lão canh tháp vội vàng nói, Diệp công tử, mau rời đi, người của Tổng viện đã biết ngươi ở đây, bây giờ họ đã cử người tới truy bắt ngươi rồi. Diệp Quân nhíu mày, không nói thêm gì nhiều, hắn chắp tay nói, tiền bối, cáo từ. Nói xong,
hắn rời đi, lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên đổ ập xuống từ trên bầu trời, ngay sau đó, một tia thần thức khóa chặt lấy hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông lão canh tháp đột nhiên trở nên trắng bệch. Diệp Quân dùng huyền khí truyền âm, tiền bối, ông nói là ta ép buộc ông, hiểu chưa? Ông lão canh tháp cười khổ. Lúc này, một ông lão áo trắng xuất hiện phía trước mặt Diệp Quân, ở sau lưng ông ta còn có 10 cường giả mặc đồ đen. Thấp nhất cũng là cảnh giới thần kiếp. Ông lão áo trắng dẫn đầu còn có cảnh giới đăng phong. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, tiên bảo các không hoan nghênh ngươi. Diệp Quân gật đầu, được, giờ ta sẽ đi. Nói xong, hắn định rời đi. Ông lão áo trắng đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn về phía ông lão áo trắng, ông lão áo trắng nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, Diệp công tử, người có thể đi, thế nhưng đồ phải để lại. Người đời đều biết Diệp Quân có một thanh kiếm vô cùng lợi hại, rõ ràng là ông ta đã nhắm tới thanh kiếm này rồi. Diệp Quân nhìn ông lão, đồ phải để lại. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, phải. Phập. Vừa nói dứt lời, một thanh kiếm đã cắm thẳng vào giữa ấn đường của ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta đã nể mặt ông rồi mà, đúng không? Ông lão áo trắng. Tất cả mọi người đang có mặt đều không ngờ Diệp Quân lại ra tay. Đương nhiên càng không ngờ Diệp Quân lại thẳng thừng chém ông lão áo trắng chỉ với một nhát kiếm. Một nhát kiếm thôi đấy. Ông lão áo trắng ngẩn ra. Những cường giả sau lưng ông ta lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc. Tên này thật sự chỉ có cảnh giới diệt không sao. Ông lão canh tháp phía bên cạnh cũng hoàn toàn kinh ngạc, giống như nghĩ tới gì đó, đôi đồng tử của ông ấy đột nhiên co lại. Mẹ nó! Ông ta suýt thì quên mất một việc. Tên này bước ra từ tầng chữ thần, điều đó nói lên rằng tên này đã vượt qua tầng chữ thần rồi. Nghĩ tới đây, cả cơ thể ông lão canh tháp bắt đầu run lên. Không hợp với lẽ thường. Quá ảo diệu. Lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên nói, Diệp công tử, tiên bảo các bọn ta không thù không oán gì với ngươi. Ông ta đương nhiên không dám uy hiếp Diệp Quân vào lúc này, nói mấy lời kiểu như ngươi có dám giết ta không, sau lưng ta là tiên bảo các đó. Ngay cả nhà họ An và tộc Thiên Long mà tên này cũng dám giết, hơn nữa còn dám khiêu chiến với người mang thiên mệnh thì sao có thể sợ một kẻ tay sai của tiên bảo các như ông ta cơ chứ? Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng. Ông cho ta một lý do để không giết ông, cho tới khi nào ta hài lòng thì thôi. Ông lão áo trắng vội vàng giao nhẫn không gian ra, sau đó lại nhìn về phía người sau lưng, mau nộp ra đi. Mọi người do dự một lát, sau đó đồng loạt lấy ra nhẫn không gian của mình. Diệp Quân bình tĩnh nói, giết các người thì những thứ này cũng là của ta. Ông lão áo trắng lưỡng lự một hồi, sau đó nói, Diệp công tử. Người giết bọn ta thì sẽ lập tức chuốc lấy rắc rối cho bản thân, bởi vì tiên bảo các coi trọng thể diện, chắc chắn sẽ truy sát ngươi. Bây giờ ngươi chỉ mới bị cho vào danh sách đen, nhưng nếu như ngươi vẫn còn hống hách trắng trợn giết chết bọn ta, tiên bảo các nhất định sẽ truy bắt ngươi bằng mọi giá. Ngươi vẫn có rất nhiều việc phải làm, cũng không muốn bị tiên bảo các truy sát vào thời điểm này đâu nhỉ. Diệp Quân liếc nhìn ông lão áo trắng, ta tới đây rất bí mật, nhưng các người vẫn biết. Điều này nói lên rằng tiên bảo các người vẫn luôn điều tra ta. Mà ta và các người không thù không oán, các người chỉ có một lý do để điều tra ta, đó chính là tiên bảo các đang đầu tư cho người mang thiên mệnh kia, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt của ông lão áo trắng lập tức biến đổi, ngươi. Tiên bảo các bây giờ quả thực đã bắt đầu đầu tư vào người mang thiên mệnh kia. Thế nhưng ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể đoán ra được. Diệp Quân lại nói. Lần này ông tới không phải để bắt ta mà là theo lệnh tới xem thực lực thật sự của ta ra sao có đúng không? Đôi đồng tử của ông lão áo trắng đột nhiên co lại, cả gương mặt ngập tràn vẻ kinh ngạc, ngươi. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, đều là ta đoán cả, ta đoán có đúng không? Ông lão áo trắng run giọng nói, Diệp công tử, ngươi. Ông ta đã chấn động tới cực điểm. Diệp Quân nói, tuy nhiên ông còn có mưu đồ riêng. Vậy nên muốn lấy nhẫn không gian của ta. Thật ra ta giết các người thì kết quả đối với ta sẽ tốt hơn, bởi vì như vậy thì các người sẽ chẳng thể đi báo tin cho tiên bảo các rằng thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Ông lão áo trắng vội vàng nói,
Diệp công tử, ngươi làm như vậy chẳng khác gì đoạn tuyệt hoàn toàn với Tiên Bảo Các, không còn cơ hội để thương lượng nữa đâu. Diệp Quân bình tĩnh nói, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, Tiên Bảo Các chó má này, sẽ có một ngày ta cướp đoạt lấy Tiên Bảo Các của các người. Nói xong, hắn vung kiếm lên. Phập, trong nháy mắt, đầu của ông lão áo trắng cứ thế bay ra ngoài, sắc mặt của những cường giả đồ đen còn lại cũng biến đổi kịch liệt. Đang định bỏ chạy thì Diệp Quân lại biến mất khỏi vị trí cũ giống như ma quỷ. Phập. Trong phút chốc, mười mấy cái đầu đồng loạt bay ra. Những cường giả kia đều chưa kịp phản ứng đã bị giết chết thẳng thừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão canh tháp phía bên cạnh đột nhiên cảm thấy da đầu phát tê. Diệp Quân thu lấy tất cả số nhẫn không gian, bên trong nhẫn không gian có tới 3.000 vạn kim tinh. Bây giờ... hắn tổng cộng có 103.000 vạn viên kim tinh rồi. Không thể không nói là một khoản rất lớn. Ông lão canh tháp run giọng nói, Diệp công tử, thật ra không cần thiết phải giết bọn chúng. Diệp Quân lắc đầu, không giết bọn chúng trở về thông báo, đối với ta mà nói sẽ càng phiền phức hơn. Và lại, người này rất thông minh, thế nhưng tâm địa bất chính, nếu như ta không giết ông ta thì chẳng thể bảo đảm sau này ông ta sẽ không hãm hại ta. Ông lão canh tháp cười khổ, thế nhưng như vậy thì Tiên Bảo Các sẽ truy bắt ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, bọn chúng sẽ truy bắt ta, nhưng sẽ không cử cường giả thật sự tới giết ta. Ông lão canh tháp không hiểu, tại sao? Diệp Quân cười nói, bọn chúng đứng về phía người mang thiên mệnh, mục đích là gì? Không thể là vì tiền nhỉ? Ông lão canh tháp lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải vì tiền. Diệp Quân gật đầu, bọn chúng có mưu đồ lớn hơn. Nếu như ta không đoán nhầm thì bọn chúng muốn giúp người mang thiên mệnh đoạt được vị trí cao. Viện trưởng, sắc mặt của ông lão canh tháp lập tức biến đổi kịch liệt, chuyện này. Diệp Quân cười nói, bây giờ người mang thiên mệnh thiếu nhất thứ gì? Là tiếng tăm, 2 tháng sau, chỉ cần gã giết ta thì danh tiếng của gã sẽ đạt tới đỉnh cao. Vậy nên Tiên Bảo Các sẽ không cậy lớn ức hiếp bé, tới truy sát ta, bọn chúng nhiều nhất chỉ phát ra lệnh truy sát gì đó để chỉ ta. Ông lão canh tháp do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử, đối chiến với người mang thiên mệnh, người có chắc chắn 100% không? Diệp Quân lắc đầu, không. Ông lão canh tháp ngẩn ra. Diệp Quân trầm giọng nói, ta đang tu luyện, người ta cũng đang tu luyện, hơn nữa bây giờ hắn ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên, lại có cả sự ủng hộ của Tiên Bảo Các, tài nguyên của gã chắc chắn không phải là thứ mà ta có thể so bì. Dưới tình cảnh như vậy, ta sao có thể nói chắc chắn 100% sẽ giết được gã chứ? 90% thôi. Ta chắc 90% là sẽ giết được gã, nói 100%, ta sợ rằng ta quá kiêu ngạo. Ông lão canh tháp sững sờ. Mẹ kiếp! Sự giả vờ giả vịt này của ngươi dọa được ông đây luôn rồi. Diệp Quân nói, tiền bối, ta phải đi rồi. Ông lão canh tháp ngơ ngác, sau đó nói, đi đâu? Diệp Quân bình tĩnh nói, đi Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Ông lão canh tháp trầm giọng nói, Diệp công tử, không phải còn 2 tháng nữa sao? Diệp Quân lắc đầu, 2 tháng quá lâu, ta chỉ tranh thủ được ít thời gian. Bây giờ ta sẽ tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Hắn ôm quyền nói tiếp, tiền bối, ông bảo trọng. Nhớ kỹ, nếu như Thư viện tới gây rắc rối cho ông thì cứ đẩy hết tất cả lên trên đầu ta, lần này ta đi tới vũ trụ Quan Huyên. Nếu như không chết thì sau này sẽ báo đáp ơn tương trợ của ông. Cáo từ. Ông lão canh tháp do dự một lát, sau đó nói, muốn đi vũ trụ Quan Huyên thì phải đi qua khu vực trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các, mà Tiên Bảo Các đã cho ngươi vào danh sách đen, bọn họ không thể nào cho ngươi trận pháp dịch chuyển. Mà nếu không có trận pháp dịch chuyển, cho dù ngươi ngồi tàu vũ trụ thì cũng không thể tới được vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, chỉ có thể đi ngồi trận pháp dịch chuyển. Giờ ta sẽ tới Tiên Bảo Các, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn ngự kiếm rời đi, biến mất nơi chân trời. Ông lão canh tháp đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía chân trời, khẽ nói, chắc chắn lại muốn đi uống rượu dở trò lưu manh rồi. Nói xong, ông ta lắc đầu cười. Nói thật thì ông ta vẫn thấy rất vui. Bởi vì Diệp Quân thật sự quá ưu tú. Mặc dù bây giờ so với người mang thiên mệnh thì bất lợi của Diệp Quân quá lớn. Nhưng ông ta cảm thấy Diệp Quân chắc chắn cũng sẽ có cơ hội. Hơn nữa trực giác nói với ông ta rằng lai lịch của Diệp Quân chắc chắn cũng không hề thấp. Loại người này,
tổ tiên chắc chắn có nhân vật đẳng cấp tồn tại. Chỉ là không biết đẳng cấp tới độ nào. Dẫu sao dù thế nào, bản thân gieo được mối thiện duyên này, về sau nếu như có thể kết được quả thiện thì đương nhiên là tốt, nếu như không thể thì cũng chẳng sao. Canh tháp thì canh tháp, rảnh rỗi thì lấy chút hối lộ, ăn tí tiền bâu ơ, cuộc sống cũng khá ổn. Nhà giàu dựa vào máu liều, đại gia thì phải dựa vào số mệnh. Diệp Quân tới thẳng tiên bảo các lớn nhất trung thổ thần châu, hắn không đi tìm Mạc Nhã, chuyện như thế này đương nhiên không thể làm liên lụy tới Mạc Nhã. Vừa tới tiên bảo các, Diệp Quân nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ra cả tiên bảo các đều trống không, vậy mà lại chẳng có ai. Có chuyện gì vậy chứ? Diệp Quân hoài nghi trong lòng. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện cách Diệp Quân không xa, người đàn ông trung niên khẽ cười, là Diệp Quân sao? Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, ông là. Người đàn ông trung niên chắp tay, tại hạ chính là quản sự của tiên bảo các này. Diệp Quân không nói gì. Người đàn ông trung niên cười nói, lần này Diệp công tử tới là vì muốn dùng trận pháp dịch chuyển sao? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông trung niên chỉ thẳng vào bên phải, cách đây mấy dặm chính là trận pháp dịch chuyển của tiên bảo các bọn ta, Diệp công tử cứ việc sử dụng. Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông trung niên, sau đó quay người khởi động ngự kiếm, biến mất nơi chân trời. Người đàn ông trung niên đột nhiên thở phào một hơi. Ông ta biết được hành tung của Diệp Quân là vì Trung Thổ Thần Châu vẫn luôn phụng mệnh theo dõi Diệp Quân. Vậy nên khi biết được Diệp Quân muốn tới tiên bảo các, ông ta đã lập tức điều động tất cả cường giả ra ngoài. Bởi vì sợ có xung đột. Bây giờ thực lực Diệp Quân đã vượt tiêu chuẩn, cả Trung Thổ Thần Châu thật sự chẳng có các người có thể đánh lại được hắn. Lúc này, nếu như tiên bảo các dám xảy ra xung đột với hắn, với tính cách của Diệp Quân có thể sẽ giết sạch cả tiên bảo các của Trung Thổ Thần Châu. Cách tốt nhất chính là để Diệp Quân đi, dẫu sao Diệp Quân cũng không có ý định giết người, thả cho hắn đi, mọi người đều được yên ổn. Khu vực trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân vừa mới tới khu vực trận pháp dịch chuyển, nơi này đã hoàn toàn trống không, chẳng có lấy một bóng người. Rõ ràng, cường giả ở nơi này đã bị điều đi hết. Diệp Quân tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được trận pháp dịch chuyển tới vũ trụ quan huyên, hắn đi thẳng vào bên trong, khởi động trận pháp dịch chuyển, một màn sáng màu xanh bao trùm lấy hắn, rất nhanh, hắn đã hoàn toàn biến mất. Bên trong con đường thời không, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt từ từ nhắm lại. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi chắc chắn giờ sẽ đi tới Tổng viện Thư viện quan huyên chứ? Diệp Quân gật đầu. Tiểu tháp nói, gấp như vậy sao? Diệp Quân khẽ nói, lần này tới Tổng viện Thư viện quan huyên còn có một việc quan trọng nhất là giúp tiểu ca sống lại. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn, hắn chậm rãi vuốt ve kiếm hành đạo, không nói gì. Tiểu tháp hỏi, người nắm chắc có thể đánh lại được người mang thiên mệnh thật sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, không quan trọng, quan trọng là gã nói có ta thì không có gã, có gã thì không có ta, nếu đã như vậy thì cứ làm thôi. Diệp Quân ta không ức hiếp người khác, nhưng nếu người khác muốn ức hiếp ta thì ta nhất định sẽ chôn sống gã luôn. Sau đó cướp đi nhẫn không gian của gã. Tiểu tháp cạn lời, người lúc nào cũng không quên nhẫn không gian của người khác nhỉ. Ông nội ngươi thích chém giết, bố ngươi háo sắc, ngươi thì tham tiền. Cạn lời. Diệp Quân lại nói, nếu lúc trước ta không đoán nhầm, người mang thiên mệnh đó chắc chắn muốn làm viện trưởng thư viện quan huyên. Mà bây giờ, bên cạnh gã đã có rất nhiều người ủng hộ, lần này ta tới vũ trụ quan huyên, kẻ địch bề ngoài là người mang thiên mệnh, trên thực tế là vô số thế gia và tông môn. Tiểu tháp nói, vậy ngươi định làm thế nào? Diệp Quân híp hai mắt lại, tháp gia, ngươi nói xem ta có thể làm viện trưởng thư viện quan huyên không? Tiểu tháp bị dọa sợ hết hồn. Giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, tiểu tháp, ngươi nói xem có phải hắn biết được điều gì rồi không? Tiểu tháp. Nghe giọng nói bí ẩn nói vậy, tiểu tháp bỗng hơi căng thẳng. Theo lẽ thường, chắc chắn Diệp Quân không thể nào biết được điều gì, vì đến bây giờ nó vẫn chưa tiết lộ cho Diệp Quân gì cả. Nhưng đầu óc thằng nhóc này quá linh hoạt. Chưa chắc hắn đã không phát hiện ra điều gì. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng lắc đầu cười, tháp ra, có phải ngươi cảm thấy suy nghĩ của ta hơi nực cười không? Tiểu tháp suy nghĩ rồi đáp, có gì mà nực cười?
Sao ngươi lại không thể trở thành viện trưởng được chứ? Diệp Quân lắc đầu, muốn trở thành viện trưởng phải có hai điều kiện không thể thiếu. Thứ nhất là thực lực của bản thân nghịch thiên, khiến mọi người đều phục. Thứ hai là phải có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, nếu không sẽ không thể nào trấn áp được phe thế gia và phe tông môn của thư viện. Nói rồi hắn trầm giọng nói, ta biết sự cố gắng của cá nhân rất quan trọng nhưng phải nói rằng rất nhiều khi thế giới này quá tàn khốc và thực tế. Có những thứ lúc ngươi ra đời đã không có thì cả đời sẽ không bao giờ có được. Tiểu Tháp hỏi, ngươi có từng oán trách cha mẹ mình không? Nói cho cùng thì bọn họ cũng không thể cho ngươi bối cảnh và gia thế vô địch. Diệp Quân cười nói, sao vậy được? Làm cha mẹ, ai không muốn tốt cho con cái mình cơ chứ? Nếu không vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta tin bọn họ sẽ không đưa ta ra bên ngoài nuôi dưỡng. Còn về bối cảnh và gia thế, lòng người chẳng bao giờ thấy đủ. Rất nhiều người lúc nào cũng so sánh bản thân với người có điều kiện tốt hơn mình, có lẽ họ chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này người khổ sở hơn họ nhiều không kể xiết. Ví dụ như ta có Tháp gia giúp đỡ nên vạch xuất phát đã cao hơn vô số người rồi. Tiểu Tháp khẽ mỉm cười, rất vui mừng. Diệp Quân lại nói, ta biết chắc chắn thân thế và bối cảnh của ta hơi phức tạp, nếu không Tháp gia cũng sẽ không giấu ta thế này. Ta cũng sẽ không hỏi Tháp gia về vấn đề thân thế này nữa, vì ta tin, đến đúng thời điểm, Tháp gia sẽ tự nói sự thật với ta. Tiểu Tháp vội nói, được. Diệp Quân nhìn chân trời xa tít tắp, Tháp gia, kẻ địch của ta là người mang thiên mệnh. Tiểu Tháp nói, ừ, ta biết, sao vậy? Diệp Quân bình tĩnh nói, hình như ngươi không hề lo lắng chút nào cả. Tiểu Tháp, giọng nói bí ẩn, đấy, hắn lại nữa rồi đấy. Diệp Quân cười nói, Tháp gia, ngươi không lo là vì ngươi không xem người mang thiên mệnh ra gì, hay vì nguyên nhân nào khác. Trong Tháp, Tiểu Tháp trầm giọng nói, mẹ kiếp, ta phục thằng nhóc khốn nạn này thật. Diệp Quân tiếp tục nói, còn nữa, trước đây kẻ thù của ta là nhà họ An. Nhà họ An có hai vị võ thần, Tháp gia cũng không lo lắng gì. Bây giờ, kẻ địch của ta là người mang thiên mệnh, Tháp gia cũng không hề lo lắng. Nói rồi, hắn suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, Tháp gia, có phải ta đã hơi đánh giá thấp thực lực và bối cảnh của ngươi rồi không? Tiểu Tháp hơi sửng sốt. Diệp Quân lại nói, còn nữa, ta phát hiện một điểm vô cùng quan trọng, đó chính là dường như Tháp gia rất sợ ta biết được thân phận thật sự của mình. Tiểu Tháp, chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao? Đến lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quân cười nói, được thôi. Tiểu Tháp nói, lần này tới thư viện ở Vũ Trụ Quan Huyên, ngươi có kế hoạch gì chưa? Hay chỉ là tới đấu với người mang thiên mệnh một trận rồi thôi? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, các thế lực nội bộ thư viện Quan Huyên phân chia phức tạp, không phải một thể thống nhất. Cũng có nghĩa là, có người ủng hộ người mang thiên mệnh. Cũng có người không ủng hộ gã. Ví như văn viện, ta cảm thấy, sau khi tới đó ta có thể kết giao thêm một số bạn bè. Ví như phúc địa linh hư và động thiên tuế nguyệt của cửu thiên thập địa, ta có thể tới đó thăm hỏi trước. Tiểu Tháp, duyệt. Diệp Quân lại nói, chắc chắn toàn vũ trụ sẽ theo dõi trận chiến giữa ta và người mang thiên mệnh, theo lẽ thường, gã sẽ không giở trò gì được. Nhưng những kẻ theo gã thì chưa chắc. Dù sao thì bây giờ lợi ích của họ đã gắn chặt với người mang thiên mệnh rồi, thế nên ta phải cẩn thận với những thế gia và tông môn bên cạnh gã. Đám thế gia và tông môn này có thể làm ra bất cứ chuyện gì chỉ vì lợi ích. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đây là thứ khi xưa ly qua của tộc thần qua cho hắn. Diệp Quân khẽ nói, ta tới vũ trụ Quan Huyên có thì sẽ có thể liên lạc được với tiền bối ly qua này, cũng không biết lần này bà ấy có bằng lòng đứng về phía ta hay không. Nói rồi hắn lắc đầu cười, thôi bỏ đi, ta sợ sau khi gọi bà ấy ra, bà ấy không những không giúp ta mà còn đứng về phía người mang thiên mệnh, đến lúc đó thì ta gượng gạo lắm. Tháp gia, ngươi nói đúng không? Tiểu Tháp, bà ấy chắc chắn. Im miệng. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, ngu dốt, hắn lại bẫy ngươi đấy. Ôi! Tiểu Tháp tức giận, mẹ kiếp, thằng nhóc khốn nạn này. Có phải vừa nãy hắn nói sẽ không hỏi ta chuyện thân thế nữa là để khiến ta mất cảnh giác không? Giọng nói bí ẩn khẽ nói, ngươi nhận ra được điều này chứng minh ngươi vẫn còn thuốc chữa. Sau một thoáng im lặng, Tiểu Tháp thở dài, ta hơi sợ hắn rồi. Mẹ nó chứ, thằng khốn này mưu mô quá nhiều. Ta bỗng cảm thấy hình như cha hắn tốt hơn một chút,
tuy hay lừa người nhưng không chơi chiêu thế này. Thấy Tháp Gia mới nói một nửa, Diệp Quân nhíu mày lại. Trực giác cho hắn biết, trong cái tháp nhỏ này vẫn còn một sự tồn tại nào khác. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi. Hắn đứng bật dậy, ở phía xa, đường hầm thời không bỗng sụp đổ, một luồng năng lượng khủng bố cuốn tới. Diệp Quân nheo mắt, đâm một nhát kiếm ra. Nhát kiếm này của hắn đâm ra, đường hầm thời không ở đó sụp đổ hết, Diệp Quân bị cuốn vào một dòng chảy thời không hỗn loạn. Diệp Quân hoảng hốt, hắn không dám lơ là, lấy kiếm hành đạo ra chém mạnh một nhát. Vù! Dòng chảy thời không hỗn loạn bị chém nát, sau đó, hắn xuất hiện trong một tinh không yên ắng. Diệp Quân quay đầu nhìn, một đường hầm thời không ở ngay gần đó dần dần khép lại. Sắc mặt Diệp Quân cực kỳ âm u. Có người không muốn hắn tới Tổng viện ở Vũ trụ Quan Huyên. Lúc này, Diệp Quân bỗng quay đầu, ở cuối tầm nhìn của hắn có một cô gái. Thấy cô gái này, Diệp Quân bỗng nhíu mày, người này chính là cô gái cầm đao cong muốn giết người giá họa cho hắn ở Thanh Châu. Hắn không ngờ Tiên Bảo Các lại không giết cô ta. Cô gái cầm đao cong nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhếch miệng cười, không ngờ chứ gì. Diệp Quân nhìn cô ta, không ra tay. Khoảng cách quá xa. Hắn không thể đảm bảo giết được đối phương trong tích tắc. Cô gái cầm đao cong khẽ cười, ta phải công nhận ngươi là một người đàn ông rất có bản lĩnh. Không những dám khiêu khiến người mang thiên mệnh mà còn có thể nhanh chóng tìm được đường tới Vũ trụ Quan Huyên. Nhưng tiếc là bây giờ có người không muốn ngươi tới Tổng viện ở Vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, cô nương, giữa chúng ta có thù gì không đội trời chung không? Cô gái cầm đao cong nheo mắt, ngươi có ý gì? Diệp Quân chân thành nói, nếu đã không có thì ta muốn thương lượng với cô nương một chút. Cô gái cầm đao cong nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi muốn thương lượng gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, nhiệm vụ của cô chắc là ngăn cản ta tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, còn ta thì muốn biết ai đã phái cô tới đây. Cô gái cầm đao cong cười nói, ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Quân nhìn chằm chằm cô gái kia, cô thấy có cần thiết phải trở thành kẻ thù không đội trời chung với ta không? Nếu thấy cần thì ta sẽ không thương lượng gì với cô nữa. Cô gái cầm đao cong im lặng. Diệp Quân lại hỏi, thư viện sao? Cô gái cầm đao cong lắc đầu. Diệp Quân gật đầu, vậy thì chính là Tiên Bảo Các rồi. Cô gái cầm đao cong nói, người đoán đúng một nửa. Diệp Quân nhíu mày, không chỉ mình Tiên Bảo Các. Cô gái cầm đao cong gật đầu, cô ta nhìn Diệp Quân, người biết bây giờ có bao nhiêu thế lực đứng về phía người mang thiên mệnh không? Diệp Quân lắc đầu. Cô gái cầm đao cong nói, trong thư viện Quan Huyên, đại võ quan trong võ viện đã là sư phụ của người mang thiên mệnh, ông ta có học trò ở khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, Tiên Bảo Các cũng đã đứng về phía người mang thiên mệnh, hơn nữa hai thế lực siêu cấp tới từ hệ Ngân Hà là Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông cũng ủng hộ gã. Cửu Thiên Thập Địa cùng với một số thế gia và tông môn lớn còn lại cũng đang kéo nhau tiến lại gần gã. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì. Cô gái cầm đao cong nói, bây giờ lợi ích của bọn họ đã gắn chặt với nhau. Diệp công tử, lần này tới Vũ trụ Quan Huyên, ngươi không có chút khả năng thắng nào đâu. Bọn họ cũng sẽ không để cho ngươi thắng, vì nếu ngươi thắng, lợi ích của bọn họ sẽ bị tổn hại. Diệp Quân bỗng hỏi, ta nên xưng hô với cô nương thế nào? Cô gái cầm đao cong nhìn Diệp Quân rồi đáp, Hoàn Nhan Cốt. Diệp Quân gật đầu, Hoàn Nhan cô nương, cô có biết ở Thanh Châu, kiếm chủ nhân gian đã nói gì với ta không? Hoàn Nhan Cốt nheo mắt, nói gì? Diệp Quân xòe tay ra, kiếm hành đạo rung lên kịch liệt, trong chớp mắt, tiếng kiếm kêu vang vọng tinh không. Hoàn Nhan Cốt nhìn kiếm hành đạo chằm chằm. Trầm giọng nói, ngươi đừng nói với ta thanh kiếm này là kiếm chủ nhân gian cho ngươi nhé. Diệp Quân nghiêm túc nói, kiếm chủ nhân gian nói với ta, trong thư viện hiện nay, tông môn và thế gia mọc lên nhiều như nấm, mục nát thối giữa, ông ấy mong ta có thể mau chóng trưởng thành, sau đó thay ông ấy quản lý thư viện, loại bỏ ung nhọt. Hoàn Nhan Cốt đơ mặt ra. Trong tháp, giọng nói bí ẩn, hắn đang bốc phét đó hả? Sau một lúc im lặng, tiểu tháp nói, hắn đâu có bốc phét, đúng là cha hắn có ý này mà. Đương nhiên, hắn nghĩ mình đang bốc phét, người khác cũng cho rằng hắn đang bốc phét, nhưng hắn thật sự không bốc phét chút nào.
giọng nói bí ẩn thở dài, ta cứ cảm thấy hắn đã biết được gì đó rồi. Thật sự quá đáng sợ. Tiểu tháp. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quân, Diệp công tử, người đang qua mặt ta đấy à? Nếu kiếm chủ nhân gian đã chọn ngươi làm truyền nhân thì sao ông ấy không tuyên bố thẳng thừng? Nếu ông ấy tuyên bố thẳng thì ngươi đâu đến nỗi phải bị đẩy tới bờ vực. Diệp Quân im lặng. Con gái bây giờ đúng là khó lừa gạt mà. Làm đàn ông khó quá. Tiểu tháp bỗng cười nói, khả năng lừa gạt của thằng nhóc này vẫn kém cha hắn một chút. Lúc này, Diệp Quân bỗng nói, Hoàn Nhan cô nương, cô có biết vì sao ta dám giết người của nhà họ An hay không? Cô có biết vì sao ta không sợ hai vị võ thần của nhà họ An hay không? Hoàn Nhan Cốt nhíu mày. Diệp Quân đang định nói tiếp thì Hoàn Nhan Cốt ngắt lời, người nói với ta vì sao kiếm chủ nhân gian không tuyên bố người là truyền nhân của ông ấy đi. Ngươi chỉ cần nói rõ cho ta điểm này là được rồi. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, sau trận đại chiến năm xưa, kiếm chủ nhân gian ông ấy. Nói rồi, hắn chỉ vào đầu của mình, đầu ông ấy có vấn đề. Tiểu tháp đang định nói thì giọng nói bí ẩn lên tiếng, ngươi đừng lên tiếng, đừng phản bác, đừng khuyên nhủ gì cả. Ta nghi ngờ hắn không phải đang lừa gạt cô gái kia mà là đang cố tình bẫy ngươi, đợi ngươi nhảy vào đấy. Tiểu tháp. Thấy tiểu tháp không nói gì, Diệp Quân bỗng nhíu mày, sao tháp gia không phản bác mình vậy? Trong ấn tượng của hắn, đầu óc của tháp gia không linh hoạt đến vậy. Trực giác cho hắn biết mình có quan hệ gì đó với kiếm chủ nhân gian, có thể là thân thích, hoặc kiếm chủ nhân gian có quan hệ gì đó với tổ tiên của hắn, nhưng hắn không dám chắc, thế nên hắn muốn bẫy để tháp gia nói ra. Tiếc là tháp gia không nói gì. Hoàn Nhan Cốt im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi thấy ta sẽ tin ngươi sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, cô nương, ta cần phải nhanh chóng tới vũ trụ quan huyên nhưng bây giờ tiên bảo các và các thế lực chắc chắn đang theo dõi ta, không muốn ta tới vũ trụ quan huyên nhanh như vậy. Nhất định người mang thiên mệnh kia đang tu luyện tuyệt chiêu gì đó, thế nên mong cô nương giúp ta, để ta nhanh chóng tới vũ trụ quan huyên. Hoàn Nhan Cốt, sao ta phải giúp ngươi? Sau một lúc im lặng, Diệp Quân nói, ta cho cô 100 triệu kim tinh. Hoàn Nhan Cốt sững sờ. Diệp Quân lại nói, nhưng chỉ có thể để nợ đó trước, đợi đến lúc ta tìm được cha ta, ông ấy sẽ trả cho cô. Ta có thể viết giấy nợ. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, tiểu tháp, ngươi đừng lên tiếng. Có thể đây cũng là một cái bẫy đấy. Tiểu tháp, nghe Diệp Quân nói vậy, Hoàn Nhan Cốt không phản bác mà rơi vào trầm tư. Cô ta điều tra được Diệp Quân tới từ Nam Châu nhưng không phải là con cháu nhà họ Diệp, chỉ là một đứa con nuôi. Con nuôi. Đây chính là một điều bí ẩn. Mà kiểu người như Diệp Quân, tuyệt đối là sẽ có thân phận, có bối cảnh. Nếu không sao Diệp Quân có thể đi được đến ngày hôm nay. Không có truyền thừa thì Diệp Quân có thiên phú nghịch thiên tới cỡ nào cũng không thể có được thành tựu như bây giờ. Cũng có nghĩa là chắc chắn thân phận bối cảnh của Diệp Quân vô cùng mạnh mẽ, chỉ là không biết mạnh mẽ đến độ nào mà thôi. Nhưng dù thế nào, chắc chắn họ sẽ bỏ ra được 100 triệu kim tinh. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, ta phụ trách đưa ngươi tới vũ trụ quan huyên, sau khi đến nơi, đợi ngươi tìm được cha ngươi, ngươi trả ta 100 triệu kim tinh, ổn không? Nghe thế, Diệp Quân sững người. Cô gái này tin lời mình thật à? Hắn nói vậy chỉ để bẫy tháp gia thôi, nhưng hắn không ngờ tháp gia không hề lên tiếng, càng không ngờ cô nương này lại tin lời hắn thật. Diệp Quân bỗng thấy hơi khó xử, vì hắn cảm thấy rước nợ về cho cha mình thế này không tốt cho lắm. Biết đâu tình hình của cha bây giờ còn khó khăn hơn cả mình thì sao? Nếu mình rước thêm cục nợ 100 triệu về cho ông ấy, thế chẳng phải là đẩy ông ấy vào tình thế khó hơn sao? Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia. Ta không hỏi thân phận của cha ta, ta chỉ hỏi ông ấy có nhiều tiền không. Tiểu tháp tức giận nói, cút. Diệp Quân. Diệp Quân đang định từ chối thì Hoàn Nhan Cốt bỗng nói, đi. Còn không đi nữa là người của tiên bảo các sẽ đến đây đó. Nói rồi, cô ta quay người biến mất. Diệp Quân do dự một lát rồi cũng vội đi theo. Nợ thì cứ nợ đã vậy. Cha trả nợ giúp con hình như cũng được mà. Tầm một canh giờ sau. Hoàn Nhan Cốt đã dẫn Diệp Quân tới một mảng tinh không, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, ở phía cuối tầm nhìn dường như có một tòa thành cổ, tòa thành không lớn lắm, treo lơ lửng trên không,
nhìn thấy vậy Diệp Quân chấn động không thôi. Diệp Quân cảm thán, thế giới vô biên, cái gì cũng có. Tòa thành này lại có thể treo lơ lửng trong tinh không, đúng là đỉnh. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, nhíu mày, sao tên này hệt như một thằng nhóc chưa trải sự đời thế nhỉ? Diệp Quân bỗng tò mò hỏi, Hoàn Nhan cô nương, sao tòa thành này lại treo lơ lửng trên tinh không vậy? Sao nó không rơi xuống? Hoàn Nhan Cốt khẽ nói, vì rơi xuống sẽ đập chết người nên nó không được rơi. Diệp Quân đơ cả mặt. Hoàn Nhan Cốt, nơi này là Ám Đô, là chợ đen ngầm nổi tiếng. Nơi này rất đặc biệt, dù có là tiên bảo các hay thư viện quan huyên cũng không thể vươn tay tới đây được. Diệp Quân chấn động, lợi hại vậy sao? Hoàn Nhan Cốt gật đầu, nơi này vàng thau lẫn lộn, người thế nào cũng có, vì người thường sống ở đây là những người bị truy nã trên các bảng và những hạng người tạp nham. Hơn nữa, những người có thể sinh tồn được ở đây đều không đơn giản. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, nhớ kỹ, vào thành không được tin bất kỳ ai, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, được. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quân mà không nói thêm gì. Diệp Quân cười gượng, ta chỉ tin cô, không tin ai nữa. Hoàn Nhan Cốt hơi sững người, sau đó sắc mặt cô ta trở nên dịu dàng hơn, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng ngươi không thường xuyên lăn lộn bên ngoài, không biết lòng người hiểm ác. Ở ngoài này, lòng người phức tạp, đầy rẫy cạm bẫy, đặc biệt là ở Ám Đô này, những người ở trong đây đều đặt lợi ích lên hàng đầu, người có chút lương thiện đều không sống nổi ở đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu, ánh sáng không thể chiếu được đến rất nhiều nơi trên thế giới này. Hoàn Nhan Cốt gật đầu, đúng vậy, tuy nơi này rất phức tạp, rất nguy hiểm nhưng cũng có điểm tốt, đó chính là chỉ cần ngươi có tiền thì mua cái gì cũng được, nhưng giá cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Diệp Quân bỗng hỏi, vừa nãy cô nói đến cả thư viện quan huyên và tiên bảo các cũng không quản được nơi này à? Hoàn Nhan Cốt, đúng vậy. Diệp Quân nhíu mày, độc lập bên ngoài thư viện quan huyên sao? Hoàn Nhan Cốt cười nói, người biết ông lớn sau lưng Ám Đô này là ai không? Diệp Quân trầm giọng nói, thư viện quan huyên à? Hoàn Nhan Cốt gật đầu, ông lớn thật sự sau lưng là ai thì ta không biết, nhưng ta biết có ông lớn của thư viện quan huyên. Không chỉ có thế, còn có cả ông lớn của tiên bảo các nữa. Thế nên thư viện quan huyên muốn vươn tay tới đây chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tổng viện thư viện đích thân tới kiểm tra, nếu không, người thường tới tra cũng sẽ không tra ra được gì, hoặc kẻ đó sẽ bốc hơi một cách vô duyên vô cớ. Nghe thế, Diệp Quân chợt vỡ lẽ. Hoàn Nhan Cốt nói, lợi ích từ Ám Đô này quá quá lớn. Mỗi ngày dòng tiền luân chuyển ở đây ít nhất phải lên đến hàng chục tỷ kim tinh. Hàng chục tỷ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân dao động. Hơi phi lý rồi nha. Hoàn Nhan Cốt nói tiếp, lợi ích lớn cỡ này, người bình thường muốn động vào là không có khả năng. Vì sẽ dính dáng đến quá nhiều lợi ích sau đó. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Hoàn Nhan Cốt nói, bình thường muốn di chuyển giữa các tinh vực thì chỉ có thể dùng trận pháp dịch chuyển của tiên bảo các. Nhưng nơi này cũng có trận pháp dịch chuyển. Tuy không toàn diện như tiên bảo các nhưng vẫn có thể tới những đại thế giới chính. Quan trọng nhất là, ở nơi đây, chỉ cần ngươi có tiền thì sẽ được dùng trận pháp dịch chuyển, họ không hề quan tâm tới lệnh truy nã từ tiên bảo các và thư viện quan huyên. Diệp Quân hỏi, đắt không? Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, từ đây tới tổng viện thư viện quan huyên ít nhất phải mất 500 vạn kim tinh. 500 vạn. Diệp Quân hít sâu vào một hơi. Đắt cắt cổ. Vốn dĩ hắn tưởng mình có thể được xem là một phú ông rồi. Nhưng bây giờ thấy mình thật buồn cười. Những người ở tầng lớp dưới không thể nào ngờ được những người tầng lớp trên kiếm tiền như thế nào đâu. Mà nơi này, rõ ràng cũng có dấu ấn của tiên bảo các, phải biết rằng tiên bảo các có trận pháp dịch chuyển và thương hội ở khắp mọi nơi. Có thể nói, nơi nào có người, nơi đó có tiên bảo các. Diệp Quân lắc đầu, lòng thầm than, tháp ra. Người nói xem Tần các chủ kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Bà ấy có tiêu hết không? Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, tiêu không hết thì để lại cho con trai bà ấy tiêu. Diệp Quân hơi tò mò, Tần các chủ có con trai à? Tiểu Tháp, có. Diệp Quân hỏi, con trai với kiếm chủ nhân gian à? Tiểu Tháp, đúng. Diệp Quân lại cảm thán, con trai của kiếm chủ nhân gian với Tần các chủ thì chẳng phải là vừa sinh ra đã vô địch rồi hay sao?
Nhưng ta thấy cuộc đời như vậy không có ý nghĩa gì, hắn không thể nào cảm nhận được sự vui vẻ của người nghèo chúng ta đâu. Tiểu Tháp nói, con trai của bà ấy không phải là người tốt. Diệp Quân nhíu mày, không phải là người tốt sao? Tiểu Tháp, đúng vậy. Nhiều mưu kế, giai đoạn đầu đời sống khổ sở lắm. Diệp Quân hơi ngờ vực, đang định nói gì thì Hoàn Nhan Cốt nói bỗng nói, cẩn thận chút. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, lúc này, bọn họ đã tới trước cổng thành rồi. Trên cổng thành có một chàng trai mặc một bộ áo bào đen đang ngồi. Y ngồi trên cổng thành, nếu muốn qua cổng thành thì có nghĩa là phải đi dưới háng y để vào. Diệp Quân nhíu mày. Hoàn Nhan Cốt nhìn chàng trai, muốn thu phí qua đường của cả ta à? Thằng trai nhếch miệng cười nói, ta không thu phí của cô, nhưng... Nói rồi y nhìn Diệp Quân, nhìn vị này lạ mắt lắm, chắc là người mới, mà đã là người mới thì phải thu phí qua đường. Nhưng nể mặt Hoàn Nhan cô nương, ta thu ít một chút, 100 vạn kim tinh thôi. Hoàn Nhan Cốt kéo tay áo Diệp Quân, thể hiện chút đi. Diệp Quân gật đầu, khẽ động tâm niệm, một thanh phi kiếm phóng lên. Bù! Chàng trai kia còn chưa phản ứng lại thì đầu đã bay ra ngoài, máu tươi văng xa đến mấy trượng. Chàng trai! Hoàn Nhan Cốt quay đầu nhìn Diệp Quân, vẻ mặt khó tin, đại ca ơi, ta bảo ngươi thể hiện chứ không bảo ngươi giết người. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười gượng, ta hiểu nhầm. Xin lỗi! Nói rồi hắn xòe tay, nhẫn không gian của chàng trai kia bay vào tay hắn, trong đó có đến 1000 vạn kim tinh. Diệp Quân lấy ra 500 vạn đưa cho Hoàn Nhan Cốt, Hoàn Nhan Cốt lắc đầu, hỏng chuyện rồi. Nói rồi cô ta kéo tay Diệp Quân chạy vào trong. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, ở đây chia ra rất nhiều bang phái, bọn họ đoàn kết lại với nhau, kiếm chát vài lợi ích mà bên trên không nhìn thấy được, những bang phái có thể tồn tại được đều rất có thực lực. Người ngươi vừa giết là người của Nam Phái, là một trong 2 phái lớn nhất ở trong thành. Người giết người của bọn họ là đang khiêu chiến với bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Quân bỗng hỏi, nếu ta cướp của ở đây thì có phạm pháp không? Hoàn Nhan Cốt quy a đầu nhìn Diệp Quân, sao ngươi lại có suy nghĩ này? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, nghèo. Hoàn Nhan Cốt cạn lời. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Cốt bỗng dừng lại, trước mặt bọn họ có một người đàn ông trung niên đang đứng. Xung quanh ông ta bỗng xuất hiện thêm một số cường giả nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt Hoàn Nhan Cốt bỗng u ám hẳn, cô ta nhìn người đàn ông trung niên, Mạc Cam của Nam Phái. Cô ta không ngờ phó bang chủ của Nam Phái lại đến đây. Mạc Cam cười nói, Hoàn Nhan Cốt, hình như Nam Phái ta không có thủ oán gì với cô, sao cô lại giết người của bọn ta? Hoàn Nhan Cốt bình tĩnh nói, đây chỉ là một hiểu lầm, ông tin không? Mạc Cam khẽ cười, cô thấy ta có tin không? Hoàn Nhan Cốt im lặng, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân kéo tay áo Hoàn Nhan Cốt, đừng sợ, bọn họ không mạnh, nếu thật sự đánh nhau, mình ta có thể giải quyết hết. Hắn nói rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Hoàn Nhan Cốt đen mặt, sau này, người có thể dùng huyền khí truyền âm mấy câu kiểu này không? Hả? Diệp Quân suy nghĩ rồi nhìn Mạc Cam kia, ta tới đây là để dùng trận pháp dịch chuyển, không có ý đối địch với các vị có bằng lòng nhường đường thả ta đi không? Mạc Cam cười nói, nếu ta không bằng lòng thì sao? Bù! Một tia kiếm quang phóng qua, mọi người còn chưa phản ứng kịp thì một thanh kiếm đã xuyên qua giữa ấn đường Mạc Cam. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Diệp Quân nhìn Mạc Cam với vẻ mặt không thể tin nổi kia, thế thì ta chỉ đành ngậm ngùi lấy nhẫn không gian của ông thôi. Nói rồi, hắn thu nhẫn không gian của Mạc Cam. Mọi người, xiết trong tích tắc. Phải nói rằng, bây giờ tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Bao gồm cả Hoàn Nhan Cốt. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng chấn động không nguôi. Cô ta phát hiện thực lực của chàng trai này mạnh hơn khi ở Thanh Châu rất nhiều lần. Tốc độ tăng tiến này quá khủng bố. Xung quanh, sau khi những người kia nhìn thấy thực lực của Diệp Quân thì không dám đe dọa gì nữa, quay đầu bỏ chạy ngay. Một nhát kiếm giết cường giả của họ trong nháy mắt. Thực lực chênh lệch quá lớn, đông người cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Quân cũng không đuổi theo, hắn nhìn nhẫn không gian của Mạc Cam, trong đó có hơn 2000 vạn kim tinh. Diệp Quân hơi chấn động, bọn họ ai cũng giàu.
Hoàn Nhan Cốt bình tĩnh nói, đó là tích lũy cả đời của họ. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó chia 1.000 vạn kim tinh cho Hoàn Nhan Cốt, Hoàn Nhan cô nương, của cô này. Hoàn Nhan Cốt không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân cười hỏi, sao thế? Hoàn Nhan Cốt khẽ lắc đầu, không có gì. Nói rồi cô ta cất nhẫn không gian đi, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi về phía xa, cả con đường rất yên tĩnh đến nỗi bất thường, nhưng Diệp Quân có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức ẩn giấu xung quanh. Hoàn Nhan Cốt, ngươi quá phách lối rồi. Diệp Quân khẽ cười chứ không nói gì. Hoàn Nhan Cốt hơi nhíu mày, đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện ở phía xa. Thấy ông lão này, sắc mặt Hoàn Nhan Cốt bỗng trầm xuống, bang chủ của Nam Phái, Trương Khởi. Diệp Quân nhìn Trương Khởi, phải công nhận đây là một cường giả đỉnh cấp. Có lẽ là cường giả cảnh giới đăng phong. Nơi này không thiếu cao thủ. Trương Khởi nhìn Diệp Quân, khẽ cười, công tử này, vừa nãy là Nam Phái của ta đã làm sai, ta tới để xin lỗi công tử và Hoàn Nhan Cốt cô nương. Hoàn Nhan Cốt sững sờ. Lúc này, Diệp Quân nói, ta cũng không có ý đối địch với quý phái, hôm nay ta cũng chỉ tạt ngang qua đây thôi. Trương Khởi ôm quyền, ta hiểu. Công tử, sau này có dịp gặp lại. Nói xong, ông ta quay người rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Diệp Quân nhìn Hoàn Nhan Cốt, đi thôi. Hai người đi về phía xa. Trên đường đi, Hoàn Nhan Cốt nói, vừa nãy ngươi giết Mạc Cam là để trấn áp Nam Phái này à? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, ở nơi này, thực lực là trên hết, nếu ta không quyết đoán giết Mạc Cam kia, Nam Phái này chắc chắn sẽ tới gây sự với ta mãi, sau đó hai bên sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ta quyết đoán giết Mạc Cam kia, khiến bọn họ biết được thực lực của ta. Mà bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là dốc toàn lực để trả thù ta, hai là tới chấm dứt ân oán với ta. Hoàn Nhan Cốt, bọn họ chọn vế sau. Diệp Quân gật đầu, tôn trọng. Phải dựa vào thực lực để giành lấy. Lúc nên ra tay thì quả quyết một chút, tránh về sau lại gặp rắc rối nhiều hơn. Nói rồi, hắn dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, đương nhiên, nếu bọn họ thật sự muốn tới trả thù thì cũng không phải chuyện gì lớn, giết hết là được, đơn giản. Đơn giản. Diệp Quân nói một cách rất thản nhiên như nói về việc dẫm chết vài con kiến vậy. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, một lúc lâu sau. Cô ta thầm cảm thán, quả nhiên người này không đơn giản, chẳng trách tuổi trẻ thế này mà đã trở thành kiếm đế. Đúng là yêu nghiệt. Rất nhanh, hai người đã biến mất phía cuối con đường. Một bên khác, Trương Khởi đang nhìn phía cuối con đường, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Sau lưng ông ta còn có một chàng trai nói, ông ơi, sao chúng ta lại tha cho kiếm tu đó? Trương Khởi cười nói, con cảm thấy Nam Phái của chúng ta có lợi hại không? Chàng trai gật đầu, đương nhiên là lợi hại ạ. Trương Khởi lắc đầu, chưa cần nhắc đến thế giới bên ngoài, chỉ riêng trong ám đô, trong mắt vài ông lớn nào đó, chúng ta chẳng qua chỉ là một đàn kiến hôi mà thôi. Bọn họ muốn diệt chúng ta cũng không cần phải ra tay nữa, chỉ cần nói vài ba lời là có thể khiến chúng ta tan thành mây khói rồi. Chàng trai tỏ vẻ kinh hãi. Trương Khởi khẽ nói, chàng trai kia khí khái phi phàm, lại còn là kiếm tu. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Hắn giết Mạc Cam là để cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta còn không thức thời thì hắn sẽ không chỉ giết một người mà là tất cả chúng ta. Nói rồi, ông ta khẽ xoa đầu chàng trai, những người ở tầng lớp thấp như chúng ta muốn tồn tại trong thế giới này thì buộc phải cẩn trọng từng chút một, đặc biệt là phải phân cho rõ những người nào mình có thể và không thể gây sự với họ, nếu không, một khi gây chuyện với một người mình không nên chọc vào thì sẽ vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Con hiểu không? Chàng trai khẽ gật đầu, hiểu ạ. Trương Khởi cười nói, đi thôi. Nói rồi, hai ông cháu đi về phía xa. Một khắc sau, Hoàn Nhan Cốt dẫn Diệp Quân tới trước một quảng trường, ở đó có hàng nghìn trận pháp dịch chuyển. Lúc này, một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Ông lão áo đen nhìn Hoàn Nhan Cốt rồi hỏi, tới đâu? Hoàn Nhan Cốt, Vũ Trụ Quan Huyên. Vũ Trụ Quan Huyên. Nghe Hoàn Nhan Cốt nói vậy, ông lão áo đen nhíu mày. Hoàn Nhan Cốt hỏi, sao vậy? Ông lão áo đen, hai người, 1.200 vạn kim tinh. 1.200 vạn. Nghe vậy,
Sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi. Mẹ kiếp, đắt quá vậy. Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, theo ta biết thì một người tới vũ trụ quan huyên cao nhất cũng chỉ tốn 500 vạn kim tinh thôi. Ông lão áo đen thản nhiên nói, muốn thì đi, không thì thôi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Cốt bỗng nhíu mày. Lúc này, Diệp Quân bước tới, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho ông lão áo đen. Trong nhẫn có 1.200 vạn kim tinh. Ông lão áo đen nhận xong thì nói, theo ta. Nói rồi, ông ta đi về một bên. Diệp Quân và Hoàn Nhan Cốt đi theo, trên đường đi, cô ta truyền âm, ông ta bắt chẹt chúng ta. Diệp Quân cười nói, chắc là ông ta thấy chúng ta gấp gáp nên mới hét giá như vậy. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, người không tức giận à? Diệp Quân lắc đầu cười, có gì đâu mà giận, mua bán tự do mà, người ta báo giá rõ ràng, muốn đi hay không là chuyện của chúng ta. Hoàn Nhan Cốt khẽ lắc đầu, trong lòng bỗng thấy bực bội, nhưng cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, ông lão áo đen đã dẫn bọn họ tới trước một trận pháp dịch chuyển, bên trên có một trận pháp dịch chuyển cực lớn, to hơn những trận pháp dịch chuyển khác gấp 10 lần. Diệp Quân và Hoàn Nhan Cốt định bước lên, lúc này, ông lão áo đen bỗng nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn ông ta thản nhiên nói, còn phải trả phí phục vụ. 100 vạn kim tinh. Phí phục vụ 100 vạn kim tinh. Diệp Quân nhíu mày khi nghe ông lão áo đen nói vậy. Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, các hạ, không có quy tắc này mà. Vẻ mặt ông lão áo đen vô cảm, trước đây không có nhưng bây giờ có. Vừa mới ra quy tắc này, thế nào, cô có ý kiến à? Hoàn Nhan Cốt nghe vậy thì sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, bọn ta chỉ ghé ngang chỗ này, không hề có ác ý, bọn ta. Ông lão áo đen phất tay, ngắt lời Diệp Quân, đừng nói mấy thứ vô ích này, đây là phí dịch vụ, là quy tắc của ám đô, muốn dùng trận pháp dịch chuyển thì phải nộp phí, nếu không muốn thì đi đi, đừng làm mất thời gian của ta. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, phí phục vụ này là cho cái gì? Ông lão áo đen bình tĩnh trả lời, ta dẫn các ngươi tới đây, không được xem là phục vụ các ngươi à? Nghe thế, Hoàn Nhan Cốt bỗng tức giận, ông lão áo đen lạnh lùng nhìn cô ta, thế nào, muốn ra tay ở đây à? Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, các hạ, đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Ông lão áo đen cười nhạt, tuyệt tình gì? Ta chỉ thu phí phục vụ theo lẽ thường, cái gì mà tuyệt tình? Cô muốn dùng trận pháp dịch chuyển thì nộp tiền, không muốn thì cút nhanh. Sắc mặt Hoàn Nhan Cốt khó coi đến cùng cực. Diệp Quân bỗng cười nói, nếu đã vậy thì bọn ta không đi nữa. Phiền ông trả tiền lại cho bọn ta. Ông lão áo đen nhíu mày, tiền gì? Hoàn Nhan Cốt giận quá hóa cười, thế nào? Thế này là muốn nuốt tiền của bọn ta à? Vẻ mặt ông lão áo đen vô cảm, ta chưa từng nhận tiền gì của các ngươi. Dứt lời, xung quanh xuất hiện một vài khí tức mơ hồ. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng quay người, một thanh phi kiếm phóng ra. Bù! Kiếm phá không, chớp mắt đã có mười mấy cái đầu đầm đìa máu văng ra ngoài. Ra tay! Sắc mặt ông lão áo đen biến đổi, ông ta lui về sau một bước nhưng một thanh phi kiếm đã nhanh hơn, chớp mắt đã xuyên qua trán ông ta, sau đó ghim ông ta lên một cây cột đá ở phía sau. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, hung dữ nói, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi, ngươi lại dám ra tay ở đây cơ đấy, ngươi có biết người sau lưng ta là ai không hả? Hỗn xược! Đúng lúc này, một giọng nói truyền từ trên trời xuống, ngay sau đó là một luồng khí tức khủng bố ập tới. Diệp Quân búng tay. Bù! Không khí bị xé toạc, sau đó, đầu của một ông lão bay vút ra cách chỗ họ đang đứng 100 trượng. Máu tươi trút xuống từ trên trời. Thấy cảnh này, mặt ông lão áo đen tái mét. Ông ta biết mình đã chọc giận người không nên chọc rồi. Không gian trên đỉnh đầu Diệp Quân nứt ra, lại một ông lão bước ra, nhưng lúc này, Diệp Quân đã phất tay, một đạo kiếm quang phóng ra. Bù! Ông lão kia vừa bước ra thì đầu đã bị chém bay. Diệp Quân nhìn ông lão áo đen với gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ kia, khẽ cười, ông gọi thêm đi. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân như nhìn ma quỷ, run giọng nói, cậu là kiếm tu. Lúc này, thời không trên bầu trời gần đó nứt ra, một người đàn ông trung niên bỗng bước ra. Nhưng ông ta vừa bước ra thì một thanh phi kiếm đã phóng tới,
Đồng tử người đàn ông trung niên rút lại, hai tay hợp thành hình chữ thập, một đạo kim quang phóng từ trong người ông ta ra. Đạo kim quang này đã đỡ được phi kiếm của Diệp Quân, nhưng chớp mắt sau, một thanh phi kiếm nữa lại chém tới. Bù! Kim quang vỡ nát, thanh phi kiếm vút qua cổ người đàn ông trung niên, đầu ông ta bay vút ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, mặt ông lão áo đen xám như tro tàn. Kiếm đế! Mẹ kiếp, hắn là kiếm đế! Mẹ nó! Ngươi nói sớm mình là kiếm đế thì ông đây đã không hét giá với ngươi rồi. Ngươi là một kiếm đế mà sao cứ ôn hòa, lễ độ như một thư sinh vậy, thế chẳng phải là đang hại người à? Ngươi mà hung dữ một chút thì ông đây đã không dám phách lối vậy rồi. Phía xa, Diệp Quân nhìn quanh bốn phía, tay phải đặt sau lưng, giết chưa đã tay, gọi thêm đi. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện cách Diệp Quân mấy chục trượng, bà ta vừa xuất hiện thì một thanh phi kiếm đã chém tới. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức nói, công tử, ta tới để nói lý. Phi kiếm dừng trước mặt người phụ nữ đó tầm mấy trượng. Người phụ nữ xinh đẹp vừa định mỉm cười thì phi kiếm lại bay nhanh hơn. Bù! Đầu của bà ta cũng bị chém bay. Trên cái đầu đó, hai con mắt trợn tròn đầy vẻ khó tin. Diệp Quân lắc đầu, tạm thời ta không muốn nói lý. Ông lão áo đen run giọng, vị công tử này. Là ta đã làm sai, ta trả lại cho cậu 1.200 vạn kim tinh. Diệp Quân nhíu mày, ông nhớ sai rồi phải không? Rõ ràng là 120 triệu kim tinh mà, sao lại nói thành 1.200 vạn? Ông lão áo đen trợn mắt há mồm. 120 triệu. Nghe Diệp Quân nói vậy, Hoàn Nhan Cốt cũng trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là vẻ không thể tin nổi. Khá. Khá lắm chàng trai. Tên này mạnh mẽ thật. Sau cơn chấn động, Hoàn Nhan Cốt bỗng mỉm cười. Đã. Vừa nãy Diệp Quân mà không ra tay thì cô ta cũng ra tay. Lão già khốn nạn này ức hiếp người quá đáng. Đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên sau lưng Diệp Quân. Diệp Quân nheo mắt, đối phương lại có thể xuất hiện sau lưng mình một cách im hơi lặng tiếng, không đơn giản. Diệp Quân không quay đầu, tay phải vẫn đặt sau lưng, sắc mặt bình lặng như nước. Hoàn Nhan Cốt nhìn sau lưng Diệp Quân, ở đó có một ông lão mặc áo bào đen, để râu dê, thân hình gầy gò, nhưng trông rất minh mẫn, đặc biệt là đôi mắt kia, tỏa ra khí thế bức người. Diệp Quân vẫn không quay đầu. Ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, các hạ định mãi quay lưng về phía ta vậy à? Diệp Quân còn chưa nói gì, ông lão bị kiếm ghim trên cột đá trước mặt hắn đã vội nói, Tang thành chủ, cứu. Bù! Chưa dứt lời, một thanh phi kiếm đã kê ngay lên cổ ông ta im bặt. Tang thành chủ. Nghe ông lão gọi danh xưng này, vẻ mặt Hoàn Nhan Cốt bỗng trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân quay đầu nhìn Tang thành chủ, thương lượng hay đánh? Thương lượng hay đánh? Hỏi thẳng vấn đề. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, ngoài vẻ chấn động ra thì còn một tia sắc thái khác biệt. Người đàn ông này không phải cứng đầu bình thường đâu. Nghe Diệp Quân nói vậy, sắc mặt Tang thành chủ bình thản, công tử tự tin vậy sao? Diệp Quân nhìn chằm chằm Tang thành chủ, đánh hay thương lượng? Tang thành chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu có biết đây là nơi nào không? Diệp Quân lập tức biến mất tại chỗ. Bù! Thời không nứt ra, một thanh kiếm đâm tới trước mặt Tang thành chủ. Nhát kiếm này nhanh đến kinh thiên. Cảm nhận được tốc độ của nhát kiếm này, sắc mặt Tang thành chủ chợt thay đổi. Ông ta búng tay chỉ về phía trước, đầu ngón tay có một đạo sấm sét nổ ra. Kiếm quang bị đạo sấm sét này đánh nát. Tang Thành chỉ đã lui về sau mấy chục trượng, nhưng ông ta vừa dừng lại đã có một thanh phi kiếm nữa phóng tới. Còn nhanh hơn nhát kiếm vừa nãy. Đồng tử Tang Thành chủ rút lại, lòng thầm kinh hãi, lần này, ông ta vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã kê trước trán ông ta. Tang thành chủ khó tin nhìn Diệp Quân, cậu là kiếm đế Diệp Quân kia. Diệp Quân nhíu mày, ông biết ta. Hoàn Nhan Cốt đứng bên cười nói, bây giờ ngươi nổi tiếng lắm, vì ai cũng biết ngươi đã khiêu chiến người mang thiên mệnh. Diệp Quân cười cười, nói vậy là ta thơm lây nhờ người mang thiên mệnh rồi. Nói rồi hắn nhìn Tang thành chủ, người của ông lừa ta 120 triệu kim tinh, ông thấy thế nào về chuyện này? Tang thành chủ nhíu mày nhìn ông lão áo đen tỏ vẻ khổ sở,
muốn nói nhưng lại không dám nói. Tang thành chủ biết ngay, chàng trai trước mặt mình đang muốn lừa lại tiền. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tang thành chủ, đợi câu trả lời. Tang thành chủ trầm giọng nói, công tử có thể giết ông ta, lấy lại đồ của mình. Nghe Tang thành chủ nói vậy, sắc mặt ông lão áo đen xám như cho tàn. Ông ta biết mình đã bị bỏ rơi. Diệp Quân cười nói như vậy là Tang thành chủ không định đền tiền cho ta. Tang thành chủ nhìn Diệp Quân chòng chọc, ông ta bắt chẹt công tử đâu có liên quan gì tới ám đô ta. Diệp Quân nói, ông ta không phải người của ám đô các ông à. Tang thành chủ vô cảm, không phải. Không phải. Nghe câu trả lời quả quyết của Tang thành chủ, Diệp Quân ngơ cả người. Hay. Chỉ có các ông là giỏi chiêu trò. Không thừa nhận sao. Còn ông lão áo đen kia thì đã hoàn toàn mất hết hy vọng, ông ta biết lần này mình xong đời thật rồi. Ông ta nhìn Diệp Quân, không biết sao lại thấy tức giận khủng khiếp. Ngươi mà sớm nói mình là kiếm đế thì ta nào dám bắt chẹt ngươi. Ngươi đường đường là kiếm đế mà sao trông cái mặt vô hại thế, đúng là hại chết người khác mà. Diệp Quân nhìn Tang thành chủ, cười nói, Tang thành chủ, trên ông còn ai nữa không? Tang thành chủ nhíu mày, ý cậu là gì? Diệp Quân nói, ta muốn đổi người để thương lượng. Sắc mặt Tang thành chủ chợt thay đổi, Diệp công tử, cậu có biết người đứng sau ám đô là ai không? Cậu! Diệp Quân bỗng hỏi, so với nhà họ An thì thế nào? Tang thành chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, mạnh hơn. Diệp Quân sửng sốt, mạnh hơn nhà họ An. Thú vị! Diệp Quân đang định nói gì đó thì Tang thành chủ vội nói, Diệp công tử, không phải là ta đe dọa cậu mà đúng là người chống lưng cho ám đô rất khủng bố. Dù là ở vũ trụ quan huyên, thế lực và sức ảnh hưởng của người đó cũng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa còn có quan hệ với kiếm chủ nhân gian nữa. Diệp Quân ngẩn người, có quan hệ với kiếm chủ nhân gian à? Tang thành chủ vội gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhíu mày. Tang thành chủ nói, Diệp công tử, chuyện lần này người của bọn ta đã mạo phạm công tử, nhưng ta thật sự không có 100 triệu kim tinh. Thế này đi, chẳng phải cậu muốn tới vũ trụ quan huyên sao? Ta làm chủ, cho hai người dùng trận pháp dịch chuyển miễn phí, thế nào? Diệp Quân bỗng hỏi, nếu ta làm lớn chuyện ở đây thì người đứng sau ám đô sẽ làm thế nào? Nét mặt Tang thành chủ cứng đờ. Diệp Quân cười nói cách khác, nếu ta làm lớn chuyện thì kết cục của ông sẽ thế nào? Sắc mặt của Tang thành chủ bỗng trở nên hơi khó coi. Diệp Quân bình tĩnh nói, Tang thành chủ, Diệp Quân ta làm việc gì cũng ân oán phân minh. Hôm nay nếu ta không có thực lực thì chắc bây giờ đã trở thành một cái xác rồi. Thế nên ta sẽ không bao giờ nhân từ hay thương hại gì cho kẻ thù của ta. Nếu ông cảm thấy bực bội thì có thể gọi người sau lưng ông ra đây, ta muốn xem thử là đại lão tuyệt thế nào mà dám làm ăn bẩn như thế này. Tang thành chủ im lặng. Chuyện này, mọi người đều biết nhưng không thể nói ra, đặc biệt là càng không thể để lộ danh tính người sau lưng ông ta. Nếu làm lớn chuyện này, làm dính dáng đến vị đại lão kia. Chắc chắn kết cục của ông ta sẽ thảm không thể nào thảm hơn được nữa. Tang thành chủ nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, vị Diệp công tử này đa mưu túc trí quá. Diệp Quân không phải đang ép vị đại lão của thư viện quan huyên kia mà là đang ép chính Tang thành chủ. Bây giờ, ông ta tiến thoái lưỡng nan. Như nhớ ra điều gì, Tang thành chủ lạnh lùng nhìn ông lão áo đen ở phía xa, thấy Tang thành chủ nhìn mình, ông lão áo đen tức giận, nhìn cái đầu người ấy. Bây giờ ông ta không sợ nữa rồi. Dù sao ông ta cũng không tránh được cái chết, nếu đã vậy sao phải sợ. Nghe ông lão áo đen chửi mình, sắc mặt Tang thành chủ tái đi. Diệp Quân bỗng nói, Tang thành chủ, thứ cho ta nói thẳng, chắc là trong thành này không ai có thể cản được ta, bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là đền bù tiền cho ta, hai là ông gọi người chống lưng cho ông tới. Nếu ông gọi người tới thì ta cũng gọi người tới. Tiểu tháp bỗng hỏi, người gọi ai? Diệp Quân, gọi đại lão còn lại ở trong tháp. Tiểu tháp, bà ấy không? Im miệng. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, im miệng. Đồ ngốc. Sau khi tiểu tháp phản ứng lại thì hoảng hồn. Mẹ kiếp. Thằng nhóc khốn nạn này. Ôi mẹ ơi. Đúng là gặp tà rồi. Lúc nào cũng đào hố sẵn cho ông đây nhảy vào. Mẹ nó, quá phi lý.
Nghe Tháp Gia buộc miệng nói ra thì Diệp Quân khẽ nói, có thật này. Hắn vẫn luôn đoán là trong tháp vẫn còn một vị đại lão nữa, nhưng hắn cũng không dám chắc. Cuối cùng, bây giờ hắn đã xác định được rồi. Lúc này, Tang Thành Chủ ở gần đó bỗng nói, Diệp công tử, cậu thật sự muốn đẩy mọi chuyện tới đường cùng sao? Diệp Quân nhìn Tang Thành Chủ, giảm giá cho ông, 6.000 vạn kim tinh. Tang Thành Chủ lập tức đồng ý, chốt. Diệp Quân sững sờ. Hắn vốn định nếu tên này không đồng ý thì hắn sẽ động thủ ngay. Nhưng không ngờ tên này lại đồng ý luôn. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, ông có cần suy nghĩ lại không? Tang Thành Chủ lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, trong đó vừa đủ 6.000 vạn kim tinh. Diệp Quân trầm lặng. Tang Thành Chủ vội nói, Diệp công tử, chẳng phải cậu muốn tới vũ trụ quan huyên sao? Vậy nhanh đi đi. Theo ta được biết thì người của Tiên Bảo Các không mong cậu tới vũ trụ quan huyên vào lúc này đâu. Cậu mà còn không đi thì sau này sẽ rắc rối đấy. Diệp Quân suy nghĩ rồi nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay Tang Thành Chủ, đưa cái này của ông cho ta. Tang Thành Chủ đần mặt ra. Diệp Quân thờ ơ nói, đây là thứ ta xứng được nhận. Nếu không, trận vừa nãy ta đánh không công à. Nói rồi, hắn xòe tay ra. Chiếc nhẫn không gian của Tang Thành Chủ bay vào tay hắn, mà Tang Thành Chủ lại không dám phản kháng. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian thấy trong đó có 2.000 vạn kim tinh. Sâu thật! Diệp Quân nhìn Tang Thành Chủ, hắn biết, Tang Thành Chủ không chỉ có chừng này, nhưng bây giờ hắn không còn nhiều thời gian để dây dưa nữa. Diệp Quân lại thu chiếc nhẫn không gian của ông lão áo đen bên cạnh, ông lão áo đen hơi nghèo, chỉ có hơn 700 vạn kim tinh thôi. Diệp Quân chợt thấy vui vẻ, hắn nhìn Hoàn Nhan Cốt bên cạnh, chia 4.300 vạn kim tinh cho cô ta. Hoàn Nhan Cốt chớp mắt, cho ta sao? Diệp Quân gật đầu, người chứng kiến có phần. Hoàn Nhan Cốt nhếch miệng cười, thế thì, ta không khách sáo đâu nhé. Nói rồi cô ta cất nhẫn không gian luôn. Một khoản cách xù, cô ta không thể nào từ chối được. Diệp Quân nhìn Tang Thành Chủ. Vẫn mong ông chuyển lời cho đại lão đứng sau ông rằng lần này ta chỉ tạt ngang qua đây thôi, không có ác ý gì, mong các ông đừng trả thù ta, đa tạ. Nói rồi hắn dẫn Hoàn Nhan Cốt đi về phía trận pháp dịch chuyển. Tang Thành Chủ im lặng đứng ở đó. Diệp Quân dẫn Hoàn Nhan Cốt vào trận pháp dịch chuyển, chẳng bao lâu sau pháp trận đã khởi động, hắn và Hoàn Nhan Cốt đã biến mất trong pháp trận. Tang Thành Chủ lập tức quay người, gần đó có một ảo ảnh, thấy ảo ảnh này. Tang Thành Chủ lập tức quỳ xuống, lão đại. Ảo ảnh bình tĩnh nói, lui xuống đi. Tang Thành Chủ do dự một lát rồi lui xuống. Ông lão áo đen bên cạnh cũng chần chừ rồi quay người bỏ chạy. Diệp Quân không giết ông ta. Mà Tang Thành Chủ cũng không động tới ông ta, thế nên ông ta quả quyết lựa chọn chạy trốn. Ảo ảnh nhìn trận pháp dịch chuyển ở phía xa, trầm ngâm một lúc rồi nói, dáng vẻ lại giống đến thế. Có một số người xui xẻo rồi đây. Ha ha. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân nhìn xa xăm, trầm lặng không nói gì. Vũ trụ quan huyên. Hắn biết, hắn tới vũ trụ quan huyên thì thách thức mới thật sự bắt đầu. Mà điều hắn cần làm là làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt, lớn đến độ những thế gia kia phải kiêng dè. Chuyện càng lớn, cuộc chiến giữa hắn với người mang thiên mệnh mới càng công bằng. Lúc này, Hoàn Nhan Cốt bỗng hỏi, trong trận chiến giữa ngươi và người mang thiên mệnh, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Diệp Quân đáp, 10 phần. Hoàn Nhan Cốt kinh ngạc, 10 phần sao? Diệp Quân gật đầu, 10 phần. Hoàn Nhan Cốt nhìn hắn chăm chú, ngươi có biết đó là ai không? Là người mang thiên mệnh đấy. Bây giờ gã là bảo bối mới của thư viện quan huyên, cả thư viện đều đang toàn lực bồi dưỡng gã. Theo như ta được biết, sư phụ của gã là Đại Võ Tông từng tham gia vào đại chiến hư chân. Ngoài ra, sau lưng gã còn có Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông. Quan trọng nhất là, Tiên Bảo Các cũng đã đứng về phía gã. Thân thế bối cảnh khủng bố như vậy mà ngươi lại nói ngươi nắm chắc 10 phần thắng sao? Ngươi! Diệp Quân nhìn Hoàn Nhan Cốt, cười hỏi, vậy cô nương hy vọng ta nói mấy phần? Hoàn Nhan Cốt sững người. Diệp Quân khẽ nói, lần này ta tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, nếu ta không thắng thì kết cục sẽ thế nào? Hoàn Nhan Cốt trầm giọng đáp, chết. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy.
Hoàn Nhan Cốt, điều này có liên quan gì tới việc ngươi nói nắm 10 phần thắng? Diệp Quân cười nói, cô nương, người mang thiên mệnh có thân phận bối cảnh mạnh mẽ, có thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các giúp đỡ, có Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông giúp đỡ, còn được vô số thế gia và tông môn giúp đỡ. Còn ta, lẽ nào không có bất kỳ ai giúp đỡ cả sao? Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, người có ai? Diệp Quân nghiêm túc, Tháp Gia. Tiểu Tháp. Hoàn Nhan Cốt nhíu mày, Tháp Gia. Một cái tháp à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, ta không hề có ý mạo phạm gì với vị tháp gia này của ngươi cả nhé, nhưng ngươi cảm thấy một cái tháp có thể so bì được với Thư viện Quan Huyên, Tiên Bảo Các cùng với Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông không? Chưa nhắc đến còn một số thế gia và tông môn nữa. Diệp Quân chân thành nói, tuy tháp gia của ta rất khiêm tốn nhưng ta biết chắc chắn nó từng là một vị đại lão tuyệt thế, ta rất tin, đến một ngày nó không còn khiêm tốn nữa thì nó sẽ khiến cả vũ trụ Quan Huyên phải chấn động. Ha ha! Trong tháp, Tiểu Tháp bật cười. Giọng nói bí ẩn, hắn đang đào hố chờ ngươi nhảy vào. Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, ta cảm thấy ngươi nghĩ xấu về hắn quá rồi đấy. Tuy đôi lúc thằng nhóc này hơi bướng bỉnh nhưng con người chân thành, ngươi đừng lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào hắn. Giọng nói bí ẩn. Nghe Diệp Quân nói vậy, Hoàn Nhan Cốt nhíu mày, tháp ra sao? Hình như trong ấn tượng của cô ta chưa từng nghe tới cái tên này. Nhưng có thể bồi dưỡng ra được nhân vật như Diệp Quân, thiết nghĩ cũng không phải là người đơn giản. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, ta nói đúng không? Tiểu Tháp cười nói, khiêm tốn, làm người là phải khiêm tốn, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, những lời tháp ra nói ta đều sẽ nhớ kỹ, nghiêm chỉnh làm theo. Tiểu Tháp cười nói, đợi đến lúc tới vũ trụ Quan Huyên ta sẽ cho ngươi một tâm pháp rất đỉnh. Linh khí ở đó đủ để cho ngươi luyện tâm pháp này. Diệp Quân chớp mắt, vội hỏi, tâm pháp gì? Tiểu Tháp cười ha hả, vũ trụ Quan Huyên pháp. Vũ trụ Quan Huyên pháp. Diệp Quân đang định nói gì đó, Tiểu Tháp lại nói, là ta sáng tạo ra. Giọng nói bí ẩn trầm giọng nói, không phải do chủ nhân đại đạo bút sáng tạo ra à? Tiểu Tháp bình thản nói, ta nổ đấy, có phạm pháp không? Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân bỗng nói, tháp ra, có thể cho ta bây giờ luôn được không? Ta làm quen trước, đến vũ trụ Quan Huyên ta sẽ lập tức tu luyện. Tiểu Tháp suy nghĩ rồi nói, được. Vừa dứt lời, vô số thông tin đã xuất hiện trong đầu Diệp Quân. Vũ trụ Quan Huyên pháp. Đạo của trời, hại nhiều, lợi ít. Đạo của người, thì lại không. Dần ra, sắc mặt của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Khủng bố. Hắn không thể nào ngờ được tháp gia lại có tâm pháp tu luyện khủng bố đến cỡ này, đây tuyệt đối là một sự tồn tại siêu cấp. Hắn không tin đây là do tháp gia sáng tạo ra, lời tháp gia nói, tin một nửa là được rồi. Một lúc lâu sau, Diệp Quân cảm thán, tháp gia, thì ra trước nay ta vẫn đang đánh giá thấp ngươi. Ngươi lại có thể sáng tạo ra công pháp kinh động thế tục như thế này. Dù là trong thời đại có vô số cường giả ở 3.000 vạn năm trước thì chắn ngươi cũng là một nhân vật vô địch nhỉ. Tiểu Tháp cười ha hả, vô địch thì hơi quá. Nhưng ở thời đó, dù nhân vật tai to mặt lớn thế nào cũng phải nể mặt ta. Dù có là mấy đại lão tuyệt thế của Thư viện Quan Huyên bây giờ, khi thấy tháp ra ta thì cũng phải gọi ta một tiếng. Giọng nói bí ẩn bỗng cắt ngang, ngươi chắc chắn ngươi muốn nói với hắn những điều này chứ. Tiểu Tháp bỗng im bặt. Suýt chút lộ tẩy rồi. Đúng là bây giờ vẫn chưa thể nói cho thằng nhóc này biết những việc này được. Không được cho thằng nhóc này có chút suy nghĩ tự cao nào cả. Tiểu Tháp suy nghĩ rồi nói, thời đại khác rồi. Chính mình mạnh mới là con đường đúng đắn, thế nên ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Tháp gia muốn rèn luyện ta, không muốn ta biết thân thế của mình, vì sợ ta biết được thân thế sẽ không cố gắng nữa. Mất hết ý chí, người xưa đã nói, người nào được trời giao trọng trách lớn thì phải chịu dày vò tâm trí, mỏi mệt gân cốt, khổ cực nghèo nàn trước. Ta hiểu hết mà. Tiểu Tháp cạn lời. Ngươi hiểu chuyện như thế khiến ta cũng không biết nói gì nữa đây. Diệp Quân cũng không nói chuyện với tháp gia nữa. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó tu luyện vũ trụ Quan Huyên pháp kia. Cuối cùng cũng đổi công pháp rồi.
Một bộ công pháp tốt có thể quyết định chất lượng và số lượng huyền khí dự trữ của hắn. Bộ vũ trụ quan huyền pháp này tuyệt đối có thể bổ sung khuyết điểm thiếu hụt huyền khí của hắn. Ngoài ra, hắn cảm thấy dường như mình sắp đột phá rồi. Đặc biệt là sau khi trải qua trận chiến với võ thần khi trước, hắn đã có cảm giác này rồi. Nước đầy thì sẽ tự tràn. Nước chảy thành sông, không có nghĩa là không làm gì cả, mà là sau khi cố gắng làm một việc gì đó thì sự việc sẽ trôi chảy, chứ không phải ngồi không há miệng chờ sung. Không làm gì cả thì chỉ có thể đợi chết. Chưa đến một canh giờ, Diệp Quân đã hoàn toàn nắm bắt được vũ trụ quan huyên pháp, thế là hắn bắt đầu thử tu luyện. Nhưng lúc hắn vừa bắt đầu hấp thu huyền khí thì linh khí xung quanh trong đường hầm thời không đã bị hắn hút sạch sẽ. Diệp Quân ngẩn người. Hoàn Nhan Cốt ở bên cạnh cũng sững sờ, thấy Diệp Quân vẫn định tu luyện tiếp thì cô ta vội cản, linh khí ở đây là để duy trì trận pháp, ngươi mà còn hấp thu nữa thì đường hầm thời không sẽ biến mất đấy. Nghe vậy, Diệp Quân cười gượng, vội dừng lại. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, trầm giọng nói, công pháp kia của ngươi là gì vậy? Đáng sợ quá. Diệp Quân cười nói, là một bộ công pháp do tháp gia của ta sáng tạo ra. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân chằm chằm, chân thành nói, tháp gia của ngươi còn thiếu đồ đệ không? Ta thấy mình cũng được lắm. Diệp Quân, tháp gia. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 ngày. Cuối cùng, Diệp Quân nhìn thấy một màn sáng, chẳng mấy chốc Diệp Quân và Hoàn Nhan Cốt đã xuyên qua màn sáng đó, ánh sáng chói mắt lóe lên, sau đó Diệp Quân đã xuất hiện trên một dãy núi mênh mông, xung quanh hai người có đến hàng vạn trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân hứng thú, linh khí thật đậm đặc. Hắn phát hiện linh khí ở nơi này cao hơn ở Trung Thổ Thần Châu ít nhất phải 10 lần. Đúng là thiên đường dành cho người tu luyện mà. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quân, tới thư viện à? Diệp Quân lắc đầu, ta muốn tới Phúc Địa Linh Hư. Phúc Địa Linh Hư? Hoàn Nhan Cốt khó hiểu, người tới Phúc Địa Linh Hư làm gì? Diệp Quân khẽ cười, Hoàn Nhan cô nương, ta đã tới vũ trụ quan huyên rồi. Con đường tiếp theo để ta đi một mình đi. Cảm ơn cô đã đưa ta đến đây. Số tiền ta nợ cô. Đợi sau khi ta nhận tổ quy tông ta sẽ trả cho cô, được không? Hoàn Nhan Cốt do dự rồi nói, cha ngươi có nghèo không? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, chắc là cũng ổn. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quân, thế đợi đến lúc ngươi nhận tổ quy tông ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi không thể quỵt nợ đâu nhé. Diệp Quân cười đáp, chắc chắn rồi. Hoàn Nhan Cốt khẽ gật đầu, ta là người của binh đoàn đánh thuê quan huyên, người cần gì thì cứ tới công hội lính đánh thuê tìm ta. Diệp Quân gật đầu, sau này gặp lại. Hoàn Nhan Cốt khẽ gật đầu, sau này gặp lại. Diệp Quân ôm quyền, quay người ngự kiếm, chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Hoàn Nhan Cốt nhìn chân trời, khẽ nói, thiên phú và tâm tính thế này quả thật hiếm gặp. Tiếc là... thân thế bối cảnh hơi kém một chút. Nói xong, cô ta khẽ thở dài, nhận tổ quy tông, e là... không có cơ hội lấy được tiền của mình rồi. Phúc Địa Linh Hư là phúc địa đứng đầu trong cửu thiên thập địa, rất nổi tiếng. Sau khi biết được vị trí, Diệp Quân ngồi tàu vũ trụ tới thẳng Phúc Địa Linh Hư. Hết cách rồi, tiên bảo các không mở cửa cho hắn, hắn chỉ có thể dùng tàu vũ trụ mà thôi. Dưới núi Linh Hư... Diệp Quân ôm quyền chào một ông lão, tiền bối, phiền ông thông báo với Long Hổ huynh là Diệp Quân tới thăm. Ông lão sửng sốt, Diệp Quân, cậu chính là Diệp Quân tới từ Trung Thổ Thần Châu đó à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ông lão trầm giọng nói, Diệp công tử, phiền cậu đợi một chút. Nói rồi, ông ta quay người biến mất. Một khắc sau, tất cả cường giả và trưởng lão của Phúc Địa Linh Hư đều tập trung ở Thần Điện Linh Hư. Người dẫn đầu là tông chủ Trương Vân Thiên của Phúc Địa Linh Hư, bên tay phải ông ấy chính là đại trưởng lão khi xưa đã tới Trung Thổ Thần Châu với Trương Long Hổ. Trương Vân Thiên trầm giọng nói, Diệp Quân tới rồi. Nói thẳng vấn đề chính. Trong điện, mọi người nhìn nhau. Lúc này, một ông lão đứng bên dưới lên tiếng, người này với người mang thiên mệnh như nước với lửa, nếu chúng ta qua lại thân thiết với cậu ta thì sẽ đắc tội với người mang thiên mệnh. Nếu đắc tội với người mang thiên mệnh thì Phúc Địa Linh Hư chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ muôn đời không ngóc đầu lại được. Một người đàn ông trung niên khác cũng khẽ gật đầu, cả vũ trụ quan huyên bây giờ đều đang chọn phe, Tiên Bảo Các, Vị Lai Tông, Ngân Hà Tông,
đến cả đại võ tông của thư viện cũng đều đã chọn đứng về phía người mang thiên mệnh. Lúc này, chúng ta nên phủi sạch quan hệ với người này, tránh rước họa cho phúc địa linh hư chúng ta. Lại có một ông lão khác đứng ra, tuy người này có thiên phú phi phàm, nhưng không thể sánh được với người mang thiên mệnh. Lần này, rõ ràng thư viện muốn dùng hắn làm bàn đạp để làm phông nền cho người mang thiên mệnh. Thế nên, chúng ta không nên có bất kỳ qua lại gì với người này, tránh để người mang thiên mệnh chèn ép, trả thù phúc địa linh hư chúng ta. Những trưởng lão khác cũng lần lượt đứng ra, biểu thị đồng ý. Trương Vân Thiên bỗng nhìn đại trưởng lão đứng bên, đại trưởng lão, ông đã từng gặp người này, ông thấy thế nào? Sau một lúc im lặng, đại trưởng lão nói, người này thiên phú yêu nghiệt, tâm tính rất tốt, làm người nhân hậu, có thể làm việc lớn. Nói rồi, ông ta đứng lên, ta đích thân đi đón cậu ấy. Mọi người đều kinh ngạc. Dưới núi Linh Hư, Diệp Quân nhìn về phía xa, thấy một già một trẻ đi tới. Người tới chính là đại trưởng lão của Phúc Địa Linh Hư và Trương Long Hổ. Nhìn thấy hai người họ, Diệp Quân mỉm cười. Trương Long Hổ vẫy tay từ xa, cười nói lớn, Diệp huynh. Huynh đến thật rồi. Diệp Quân cười nói, ta đã nói sẽ tới thăm mà. Hắn ngừng lại rồi nói tiếp, không phiền mọi người chứ. Đại trưởng lão lắc đầu, bất mãn nói, người nói gì vậy? Diệp công tử, mời đi theo ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Quân và Trương Long Hổ vào trong núi. Trên đường đi, đại trưởng lão cười nói, Diệp công tử đến để tham quan hay là? Diệp Quân nói thẳng, ta có thể nhờ Phúc Địa Linh Hư giúp đỡ không? Trương Long Hổ nhìn Diệp Quân, không nói gì, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Diệp Quân. Đại trưởng lão nhìn Diệp Quân, có thể, nhưng ngươi phải cho bọn ta một lý do để giúp đỡ ngươi. Diệp Quân trầm mặc. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, ta rất đề cao ngươi, nhưng ngươi cũng biết chuyện này liên quan mật thiết đến sự phát triển của Phúc Địa Linh Hư, vì vậy, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Nói đến đây, ba người họ đã tiến vào đại điện. Lúc này, mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, những trưởng lão trong điện đều âm thầm gật đầu. Đúng là một kiếm tu trẻ tuổi. Hiện nay, kiếm đế trẻ nhất trong vũ trụ Quan Huyên cũng là kiếm đế có khả năng quá vỡ kỷ lục của Diệp Vũ kiếm đế nhất. Đáng tiếc lại là kẻ thù của người mang thiên mệnh. Mấy chục triệu năm trước, thiên tài cùng thế hệ với người mang thiên mệnh đều bị người mang thiên mệnh trấn áp, ngay cả hai vị võ thần cũng không thể che nổi ánh hào quang của người mang thiên mệnh. Người mang thiên mệnh. Thân phận này thật sự khiến người ta hết hy vọng. Đó là sự tồn tại bất khả chiến bại. Mọi người thầm thở dài. Trương Vân Thiên hoàn hồn lại, cười nói, hoan nghênh Diệp công tử. Diệp Quân chắp tay chào, Trương Tông Chủ, làm phiền ông rồi. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quân, mỉm cười không nói gì nữa. Muốn có được sự hỗ trợ của Phúc Địa Linh Hư thì phải có đủ vốn liếng. Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, tiền bối. Chúng ta có thể nói chuyện chút không? Trương Vân Thiên gật đầu, được. Ông ấy phất tay, những trưởng lão khác lập tức đi ra ngoài. Đại trưởng lão cũng định lui ra, nhưng Diệp Quân lại cười nói, đại trưởng lão và Long Hổ huynh ở lại đã. Hai người gật đầu. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quân mở lòng bàn tay ta, trong nháy mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ mọi người. Trương Vân Thiên bật dậy, kinh hãi nói, võ thế, ngươi. Ngươi là võ thần. Giọng ông ấy hơi run rẩy. Đại trưởng lão và Trương Long Hổ cũng vô cùng kinh ngạc. Võ thần. Chết tiệt. Chẳng phải ngươi là kiếm đế sao? Sao đã trở thành võ thần rồi? Lúc này, Diệp Quân bình tĩnh nói, ta dùng kiếm đạo để trở thành võ thần. Ba người kia. Một lúc sau, Trương Vân Thiên đi đi lại lại, cả người ông ấy như phát điên. Chết tiệt. Thật điên rồ. Kiếm đế đã là thiên tài hiếm có, là sự tồn tại đáng sợ, vậy mà người này lại là võ thần. Vừa là kiếm đế, vừa là võ thần. Tài năng này còn đáng sợ hơn cả kiếm chủ nhân gian nhỉ. Mẹ nó! Rốt cuộc ai mới là người mang thiên mệnh? Lẽ nào người trước mắt này mới là người mang thiên mệnh? Trương Vân Thiên gần như tê liệt. Chuyện này quả thực nằm ngoài nhận thức của ông ấy. Diệp Quân đứng lặng tại chỗ. Hắn biết muốn người khác giúp đỡ thì phải chứng minh được giá trị của mình,
nếu không tại sao người khác phải giúp mình chứ? Trên đời này nói đến tình cảm cũng phải nói đến lợi ích, nếu không có lợi ích và giá trị không ai giúp mình cả. Trương Vân Thiên nhìn đại trưởng lão khẽ gật đầu, Trương Vân Thiên trầm giọng nói, Diệp công tử, công pháp và tài nguyên tu luyện, người muốn cái nào? Người nói đi, chỉ cần phúc địa linh hư có, đều sẽ cung cấp cho người vô điều kiện. Diệp Quân lại nói, ta phải rời khỏi nơi đây. Trương Vân Thiên bất ngờ, tại sao? Diệp Quân cười nói, ta ở lại đây sẽ gây phiền phức cho các vị âm thầm giúp ta là được, không cần công khai, nếu ta thất bại, các vị cũng không tổn hại quá nhiều. Nghe vậy, sắc mặt của Trương Vân Thiên trở nên phức tạp. Đúng như đại trưởng lão nói, chàng trai trẻ này rất biết điều, có thể tin tưởng. Diệp Quân nói tiếp, vấn đề lớn nhất của ta khi đến Trung Thổ Thần Châu là không có nơi để tu luyện, tiên bảo các đã cho ta vào danh sách đen, vì vậy. Trương Vân Thiên nói, phúc địa linh hư ta cung cấp cho ngươi. Diệp Quân chắp tay nói, đa tạ. Trương Vân Thiên nói, đại trưởng lão, ông dẫn Diệp công tử đến tổ địa đi. Tổ địa. Đại trưởng lão hơi bất ngờ, không ngờ tông chủ lại rộng lượng đến vậy. Ông ta nhanh chóng gật đầu, vâng, Diệp công tử, mời đi theo ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Quân ra ngoài. Trong điện, Trương Long Hổ trầm giọng nói, cha, Diệp công tử này thật yêu nghiệt. Trương Vân Thiên gật đầu, thật đáng sợ. Nếu thân phận võ thần của cậu ta truyền ra ngoài thì, sẽ chấn động cả vũ trụ quan huyên. Trương Long Hổ cười nói, cha, kẻ thù của Diệp huynh là người mang thiên mệnh đấy. Trương Vân Thiên trầm mặc một lát rồi nghiến răng nói, kẻ khiếp, người mang thiên mệnh thì sao chứ? Ta đã yên ổn cả đời rồi, lần này phải đánh cược một lần, nếu thắng, phúc địa linh hư ta sẽ vực dậy, linh bài của ta sẽ được đặt lên hàng đầu, con cháu nhà họ Trương sẽ biết đến cụ tổ Thiên Vân nổi tiếng. Trương Long Hổ hỏi, nếu thua cược thì sao? Trương Vân Thiên bình tĩnh nói, vậy thì sẽ không có sau này nữa. Mà cụ tổ Vân Thiên cũng sẽ biến thành một tên ngốc Vân Thiên. Trương Long Hổ. Đại trưởng lão dẫn Diệp Quân đến phía sau núi, phía trước Diệp Quân là nghĩa địa. Vừa tới đây, Diệp Quân đã cảm nhận được vô số khí tức thần thức mạnh mẽ. Đại trưởng lão nói, Diệp công tử, đây là tổ địa của phúc địa linh hư, cũng là nơi truyền thừa của phúc địa linh hư. Vì sự phát triển của phúc địa linh hư, một vài vị tổ tiên đã để lại cơ nghiệp của họ ở đây. Chỉ những đệ tử cốt cán mới có thể đến nơi đây, trong số các vị tổ tiên của phúc địa linh hư, có rất ít kiếm tu, nhưng cũng coi là có thể sẽ không giúp ích được nhiều cho Diệp công tử về kiếm đạo, nhưng sẽ giúp được rất nhiều cho ngươi về cảnh giới. Ông ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, nhưng có thể thu được những điều tốt gì thì phải dựa vào chính ngươi. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Đại trưởng lão cười, không có gì. Nói xong ông ta ngừng bước, Diệp công tử vào đi. Diệp Quân gật đầu, hắn bước tới trung tâm nghĩa địa, nhìn xung quanh, không nói gì nữa. À, lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta đánh giá Diệp Quân một lượt, kinh ngạc nói, kiếm đế. Không đúng, là chuẩn đại kiếm đế. Chuẩn đại kiếm đế. Vừa dứt lời, những ngôi mộ xung quanh rung động kịch liệt, ngay sau đó, hàng trăm linh hồn lao ra khỏi mộ. Nhìn thấy cảnh này. Đại trưởng lão ở xa cũng bất ngờ. Hàng trăm vị cụ tổ đều xuất hiện rồi. Lúc Trương Long Hổ tới đây, cũng chỉ có hơn 100 vị cụ tổ xuất hiện, nhưng Diệp Quân vừa tới, đã có mấy trăm vị cụ tổ xuất hiện. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ. Nhiều cụ tổ vậy sao? Diệp Quân khẽ thở dài, thế lực lớn mạnh này quả nhiên không đơn giản, có nhiều cụ tổ giúp đỡ truyền thừa như vậy, chỉ cần đời sau không quá ngu ngốc thì sẽ ngày càng có nhiều cường giả. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân hỏi trong lòng, tháp gia, cụ tổ của ta nhiều không? Tiểu Pháp đáp, không nhiều. Người còn sống bao gồm cả bố ngươi cũng chỉ có hai người. Diệp Quân lắc đầu, nhà ta thật quá thảm. Có mỗi hai người, sau này nếu ta đánh nhau với người khác, phải gọi tổ tiên đến, chẳng phải ta sẽ bị người ta treo lên đánh sao? Tiểu Tháp im lặng. Tên ngốc. Ta nên nói với ngươi thế nào đây? Hai người này nhà ngươi đều là vô địch thiên hạ đấy. Lúc này, người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Quân phấn khích nói, chuẩn đại kiếm đế, nhà họ Trương ta sắp hưng thịnh rồi. Sắp hưng thịnh rồi, ha ha. Không đúng. Một ông lão bước lên, nắm lấy tay Diệp Quân,
run giọng nói, tại sao ta lại cảm nhận được khí tức võ thần trên người ngươi? Khí tức võ thần. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bước lên trước, trong nháy mắt, một luồng khí thế võ thần tỏa ra, khí thế võ thần mạnh mẽ vừa xuất hiện, các linh hồn trong sân đã hóa đá tại chỗ. Ông lão run rẩy nói, kiếm đế, võ thần. Những ngôi mộ xung quanh chấn động kịch liệt, ngay sau đó, hàng trăm linh hồn bay lên. Giờ phút này, chỉ có một ngôi mộ yên lặng, còn linh hồn của những ngôi mộ khác đều đã bay ra ngoài. Kiếm đế, võ thần. Tất cả linh hồn đều nhìn Diệp Quân với ánh mắt không thể tin được. Kiếm đế cũng đủ kinh thiên động địa rồi, vậy mà bây giờ người này không chỉ là kiếm đế, mà còn là võ thần. Vừa là võ thần, vừa là kiếm đế, điều này chưa từng xảy ra. Sau khi kinh ngạc, các linh hồn đều trở nên kích động. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ ngôi mộ yên tĩnh truyền tới, các ngươi kích động gì chứ? Hắn không phải là hậu duệ nhà họ Trương ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ cẩn thận quan sát Diệp Quân, sắc mặt đều trở nên khó coi. Không phải là con cháu nhà họ Trương. Mẹ kiếp! Đùa linh hồn à! Diệp Quân nhìn về phía ngôi mộ phát ra tiếng nói, lúc này, trong mộ khẽ rung chuyển, một người phụ nữ mặc váy dài chậm rãi bước ra với dáng người cao gầy, lông mày đẹp như tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Nhìn thấy người phụ nữ này, những linh hồn khác lập tức lùi sang hai bên, chủ động nhường đường. Người phụ nữ chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cho ta một lời giải thích. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, ta và Trương Long Hổ hậu duệ của nhà họ Trương, là bạn tốt. Người phụ nữ im lặng một lúc rồi nói, bọn họ định giúp đỡ người ư. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, kẻ thù của ngươi là ai? Diệp Quân bình tĩnh nói, người mang thiên mệnh. Nghe vậy, các linh hồn đều sững sờ. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên kỳ quái, kẻ thù của tên này lại là người mang thiên mệnh. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, đời trước của người mang thiên mệnh là kiếm chủ nhân gian, người biết không? Diệp Quân gật đầu, ta biết. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân với vẻ nghi hoặc, người nắm chắc phần thắng không? Diệp Quân nhìn thẳng vào người phụ nữ, cho tới nay. Đấu với người cùng cấp bậc ta chưa từng thua trận nào. Vượt 10 cấp cũng chưa từng thua. Mọi người. Đánh nhau với người trong cùng cấp bậc chưa từng thua. Hơn 10 cấp cũng chưa từng thua. Nghe Diệp Quân nói thế, mọi người lại bật cười. Hay cho một thanh niên tự tin. Ngông cuồng. Thế nào mới là ngông cuồng, kiểu người nói năng sằng bậy không có thực lực mới gọi là ngông cuồng. Người có thực lực không gọi là ngông cuồng mà gọi là tự tin. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên vẻ khen ngợi, nhưng vẻ tán thưởng này biến thành sự tiếc nuối. Nếu đây là người nhà họ Trương thì nhà họ Trương sẽ dậy vực mạnh mẽ. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Người phụ nữ thầm thở dài, nhưng nghĩ lại nếu người này kết hợp với phụ nữ đời sau của nhà họ Trương thì chẳng phải là người nhà họ Trương rồi sao? Nghĩ đến đây, người phụ nữ lắc đầu khẽ cười, chuyện này có thể cưỡng cầu được à? Tạo nên thiện duyên thôi, còn tương lai cứ thuận theo tự nhiên vậy. Người phụ nữ thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn Diệp Quân, cái gọi là truyền thừa chính là ý thức trao đổi với nhau, bọn ta sẽ đi vào ý thức của ngươi rồi trao đổi với ngươi, giải thích nghi vấn cho ngươi. Tất cả kinh nghiệm võ thuật cả cuộc đời bọn ta đều sẽ truyền lại cho ngươi, như thế ngươi sẽ tránh được rất nhiều đường vòng trên con đường võ thuật, nhưng có thể nhận được bao nhiêu thì phụ thuộc vào thực lực của ngươi. Diệp Quân cúi đầu thật thấp, cảm ơn. Người phụ nữ khẽ gật đầu, sau đó bà ta và mọi người biến thành một luồng sáng màu trắng đi vào giữa trán Diệp Quân. Vèo. Thoáng chốc rất nhiều thông tin như thủy triều chảy vào trong đầu. Diệp Quân siết chặt hai tay, hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu tiếp thu những kinh nghiệm của các tiên tổ nhà họ Trương, dần dần khí tức của hắn bắt đầu tăng lên. Tiên bảo các ở đại lục tiểu quan. Hôm nay những người lãnh đạo của Tiên Bảo Các mở một cuộc họp, 19 vị quản sự của Tiên Bảo Các tề tựu trong điện. Đứng đầu là một ông lão. Người này chính là Cát Liên Hành đại trưởng lão bấy giờ của Tiên Bảo Các, ông ta cũng là người có quyền lợi lớn nhất ở Tiên Bảo Các. Vì từ sau khi Ưng Thanh dẫn theo vài quản sự đến thế giới hư chân, chuyện của Tiên Bảo Các đều do hội trưởng lão của mỗi nhiệm kỳ đứng sau xử lý, còn ông ta là lão đại của hội trưởng lão nhiệm kỳ này.
Trong số 19 quản sự đó cũng có cả Tần Phong. Tần Phong ngồi ở vị trí cuối, y dựa vào trên ghế không biết đang suy nghĩ điều gì. Cát Liên Hành nhìn mọi người, bình tĩnh nói, đều ngồi cả đi. Mọi người ngồi xuống. Cát Liên Hành đi thẳng vào vấn đề chính, Diệp Quân đã đến vũ trụ quan huyên rồi. Diệp Quân. Tần Phong ngồi ở vị trí cuối nhíu mày nhưng không nói gì. Lúc này một quản sự trưởng lão bỗng nói, ta vừa nhận được tin, người này đến từ tội đô, không chỉ thế còn giết liên tiếp mấy người ở tội đô. Ông ta bưng tách trà trước mặt lên nhấp một hớp, nói, sát tâm của người này quá nặng, không thể không giết. Tần Phong bỗng nói, Âu Dương trưởng lão, là người tu luyện, giết mấy người chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Lẽ nào ông chưa từng giết người à? Âu Dương trưởng lão nhìn Tần Phong, cười nhạo, Tần Phong, đừng nghĩ bọn ta không biết ngươi không chỉ có quan hệ tốt với Diệp Quân mà còn xưng huynh gọi đệ với hắn. Tần Phong cười nói, ta có quan hệ tốt với hắn, xưng huynh gọi đệ với hắn thì thế nào? Ta vi phạm quy tắc nào sao? Âu Dương trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Phong, người mà chúng ta ủng hộ hiện giờ là người mang thiên mệnh. Mà quyết định này là do các trưởng lão quyết định, bây giờ ngươi nói tốt thay Diệp Quân là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bất mãn với đại trưởng lão? Cát trưởng lão ngồi ở vị trí đầu nhìn Tần Phong không nói gì. Sắc mặt Tần Phong hơi khó coi. Âu Dương trưởng lão cười khẩy. Lúc này cát trưởng lão nói, Tần trưởng lão, ngươi từng tiếp xúc với Diệp Quân, thấy người này thế nào? Tần Phong bình tĩnh nói, thiên tài yêu nghiệt, tâm tính tốt. Cát trưởng lão gật đầu, hắn có thể đạt tới chuẩn đại kiếm đế ở tuổi này chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng Tần trưởng lão cũng phải hiểu rõ, kẻ thù của hắn là người mang thiên mệnh, người mà tiên bảo các chúng ta ủng hộ lại là người mang thiên mệnh. Tần Phong do dự. Sau đó nói, đại trưởng lão, ý kiến của cá nhân ta là chúng ta hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn sự tranh chấp giữa người mang thiên mệnh và Diệp Quân, ai thắng chúng ta sẽ. Ngu ngốc! Lúc này Âu Dương trưởng lão bỗng ngắt lời Tần Phong, Tần trưởng lão, người đúng là thiển cận. Ta hỏi ngươi. Nếu bây giờ chúng ta khoanh tay đứng nhìn, sau này một khi người mang thiên mệnh vực dậy mạnh mẽ, đến lúc đó tiên bảo các chúng ta đầu tư một lần nữa thì còn có tác dụng sao? Tần Phong tức giận nói, ngộ nhỡ Diệp Quân thắng thì sao? Diệp Quân thắng. Mọi người đều sửng sốt. Âu Dương trưởng lão bật cười, Tần trưởng lão, người có biết mình đang nói gì không thế? Tần Phong lạnh nhạt nói, hôm đó chẳng phải người mang thiên mệnh đã thua ở thư viện quan huyên sao? Nếu không phải người đứng đằng sau gã ra tay thì hôm đó gã đã chết trong tay Diệp Quân rồi. Sắc mặt Âu Dương trưởng lão hơi khó coi, thắng thua nhất thời có là gì chứ? So tài trên con đường võ thuật đâu phải là thắng thua nhất thời, người nào có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc. Tần Phong hỏi, Âu Dương trưởng lão dựa vào đâu mà cho rằng người đi đến cuối cùng không phải là Diệp Quân? Âu Dương trưởng lão tức giận, đối thủ của hắn là người mang thiên mệnh. Tần Phong nhìn Âu Dương trưởng lão, hôm đó hắn đã thắng người mang thiên mệnh. Âu Dương trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần trưởng lão, người nhất quyết muốn chống đối à? Tần Phong đang định nói gì thêm, lúc này các trưởng lão bỗng nói, đừng tranh cãi chuyện này nữa. Tần Phong và Âu Dương trưởng lão nhìn các trưởng lão nói, người mang thiên mệnh đã có được đạo ấn. Đạo ấn? Sắc mặt Tần Phong lập tức thay đổi. Lúc này một trưởng lão bỗng nói, đạo ấn mà kiếm chủ nhân gian từng đeo vào năm đó ư. Các trưởng lão gật đầu, ừ. Nghe thế, vẻ mặt các trưởng lão đều trở nên nghiêm túc. Bây giờ họ đã hiểu tại sao các trưởng lão lại kiên quyết ủng hộ người mang thiên mệnh rồi. Sắc mặt Tần Phong hơi khó coi, y cũng không ngờ người mang thiên mệnh lại có được đạo ấn. Người mang thiên mệnh có thân phận giống với kiếm chủ nhân gian. Hơn nữa hiện giờ còn có đạo ấn mà kiếm chủ nhân gian từng đeo. Lẽ nào sẽ là viện trưởng tiếp theo? Nghĩ đến đây, Tần Phong nhíu mày. Không chỉ Tần Phong mà các trưởng lão ở đó đều nghĩ đến điều này. Vũ trụ quan huyên có hai thế lực rất lớn là tiên bảo các và thư viện quan huyên, nhưng thật ra thư viện quan huyên mới thực sự thống nhất toàn vũ trụ, dù sao người mà cả vũ trụ đều tín nhiệm vẫn là kiếm chủ nhân gian. Thân phận của người mang thiên mệnh vẫn chưa đủ để khiến tiên bảo các kiêng dè. Nhưng nếu là viện trưởng thư viện quan huyên thì sao? Phân lượng của thân phận này hoàn toàn khác biệt.
Sở dĩ năm đó Tiên Bảo Các có thể phát triển mạnh đến thế cũng là vì các chủ đương thời của Tiên Bảo Các đầu tư vào kiếm chủ nhân gian. Các trưởng lão nói tiếp, các vị, theo nội quy định, 300 năm sẽ bầu cử lại hội trưởng lão, nhiệm kỳ này của chúng ta chỉ có Tần trưởng lão được phá cách đề cử cho vào, đa số những người còn lại đều sắp mãn nhiệm. Nhưng nếu lần này chúng ta ủng hộ đúng người, chúng ta có lý do tiếp tục tái tranh cử, không chỉ như thế. Một khi người mang thiên mệnh trở thành thiếu chủ của Thư viện Quan Huyên, xác định thân phận của y, với tư cách là người ủng hộ lớn nhất của y, sau này Tiên Bảo Các chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Ông ta ngừng lại, sau đó lại nói, thế nên lần này Tiên Bảo Các chúng ta toàn lực ủng hộ người mang thiên mệnh, giúp gã thừa kế vị trí đó. Mọi người trong điện đều gật đầu. Tần Phong lại lặng thinh không nói. Y biết khi người mang thiên mệnh có đạo ấn thì y không thể thay đổi được gì nữa. 2. Tần Phong thầm thở dài. Thân phận và lai lịch đúng là hết sức quan trọng. Người phàm muốn nghịch thiên vực dậy khó biết nhường nào. Vẻ mặt Tần Phong cực kỳ phức tạp, y thật sự rất coi trọng Diệp Quân, dù xét về thiên phú hay tính cách, hay cách đối nhân xử thế, người này cũng rất tuyệt. Như nghĩ đến điều gì, Tần Phong nhíu mày. Mẹ nó chứ. Tại sao mình không thể lén giúp đỡ riêng nhỉ? Mặc dù rủi ro rất lớn nhưng có thể cược mà. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng không còn đắn đo nữa. Lúc này các trưởng lão bỗng nói, lúc nãy đại võ quan vừa thông báo cho ta, bảo chúng ta ngăn cản Diệp Quân, không được để hắn khiêu chiến với người mang thiên mệnh trong khoảng thời gian này, vì giai đoạn này là mấu chốt nhất với người mang thiên mệnh. Sợ người ngoài nghĩ người mang thiên mệnh đang nhằm vào Diệp Quân. Gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của người mang thiên mệnh nên chuyện này chỉ có chúng ta mới làm được. Thế nên, ta quyết định phát lệnh truy nã với Diệp Quân. Phát lệnh truy nã bắt giữ. Các trưởng lão trong điện nhìn nhau, không có ai phản đối. Nếu đã có người để ủng hộ thì phải làm cho đến cùng. Các trưởng lão lại nói, phát lệnh bắt giữ cấp 12, thế nào? Cấp 12. Nghe các trưởng lão nói thế. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Lệnh truy nã cấp 12 của Tiên Bảo Các là cấp cao nhất, từ trước đến giờ Tiên Bảo Các chưa từng hạ lệnh cấp 12. Lệnh truy nã cấp 12 có nghĩa là gì? Tức là Tiên Bảo Các sẽ chiến đấu đến cùng với đối phương. Ra lệnh truy nã cấp cao nhất. Tần Phong lập tức đứng dậy, lúc này các trưởng lão nhìn y, Tần Phong do dự một chốc rồi nói, các trưởng lão, ra lệnh cấp 12, ngộ nhỡ giết chết Diệp Quân. Đến lúc đó chẳng phải là làm hỏng kế hoạch của người mang thiên mệnh sao? Các trưởng lão nhíu mày. Âu Dương trưởng lão ở một bên cười nhạt, Tần trưởng lão, người sợ giết chết Diệp Quân sao? Người muốn cầu xin cho hắn à? Tần Phong nhìn Âu Dương trưởng lão, mẹ kiếp nhà ông. Mọi người! Hỗn xược! Âu Dương trưởng lão nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy, ông ta tức giận nhìn Tần Phong, Tần Phong, người còn có phẩm chất không vậy? Hả? Tần Phong nhìn Âu Dương trưởng lão, muốn có phẩm chất à? Mẹ kiếp, ta nhường nó đấy. Mọi người! Hỗn xược! Âu Dương trưởng lão tức đến mức không chịu được, tay phải siết chặt lại định ra đòn. Lúc này các trưởng lão bỗng nói, đủ rồi. Âu Dương trưởng lão tức giận nhìn Tần Phong, cả ngoài toát ra khí tức đáng sợ. Tần Phong nhún vai, sau đó ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Các trưởng lão nhìn Tần Phong, Tần trưởng lão, dù sao cũng là hội trưởng lão, cẩn thận lời nói một chút. Tần Phong bình tĩnh nói, con người ta bình thường sẽ không chửi bậy, trừ khi không nhịn được. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, ta làm mọi thứ là vì Tiên Bảo Các nhưng Âu Dương trưởng lão hết lần này đến lần khác nhắm vào ta thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Các trưởng lão nhìn Tần Phong, sau đó nói, các ngươi đều là vì Tiên Bảo Các. Lần này chúng ta đứng về phía người mang thiên mệnh cũng là vì Tiên Bảo Các. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên đoàn kết với nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù. Tần Phong không nói gì nữa. Âu Dương trưởng lão lạnh lùng nhìn Tần Phong, cũng không nói gì thêm. Tiêu diệt Tần Phong. Không thực tế lắm. Vì thành tích của Tần Phong ở Tiên Bảo Các được xếp thứ nhất, người này có khả năng kiếm được nhiều tiền. Trừ khi có lỗi lầm gì lớn. Nếu không không thể tiêu diệt được Tần Phong. Lúc này các trưởng lão bỗng nói, mục đích chính của việc bắt giữ Diệp Quân là để cho thế giới thấy thái độ của chúng ta, để người đời biết Tiên Bảo Các chúng ta đứng về phía người mang thiên mệnh.
chúng ta muốn thế giới hiểu rằng người nào đứng về phía Diệp Quân thì chính là kẻ thù của Tiên Bảo Các. Ông ta ngừng lại, rồi nói, ai có thể giết được Diệp Quân, Tiên Bảo Các sẽ thưởng cho người đó 500 vạn tiên tinh, 3 cuốn công pháp, võ kỹ giản lược và 3 viên nội đan yêu thú cấp thần. Không ai phản đối cả. Cát trưởng lão nhìn mọi người rồi nói, lui xuống hết đi. Tần Phong đứng lên rời đi. Các trưởng lão khác cũng lần lượt ra khỏi đó. Trong điện chỉ còn lại một mình các trưởng lão, các trưởng lão đứng dậy đi đến trước bức chân dung của Tần các chủ, khẽ hành lễ và nói, chỉ cần Diệp Quân chết, người mang thiên mệnh lên ngôi, Tiên Bảo Các chúng ta sẽ lại đạt tới đỉnh cao lần nữa. Xin các chủ hãy phù hộ cho Tiên Bảo Các chúng ta. Sau khi tan họp, Tần Phong đi tới bên dưới bậc đá, y ngẩng đầu nhìn chân trời, rất lâu sau, y thở dài một hơi. Bất lực, y có lòng tương trợ Diệp Quân, nhưng y biết bây giờ y không thể làm, cũng chẳng làm được gì hết. Lệnh truy nã. Hơn nữa, còn là lệnh truy nã cấp 12. Việc này có nghĩa là gì? Có nghĩa Diệp Quân là kẻ thù không đội trời chung của Tiên Bảo Các, ai đứng về phía Diệp Quân thì chẳng khác gì đối đầu với Tiên Bảo Các. Đây chính là thái độ của Tiên Bảo Các. Thật ra gạt bỏ quan hệ với Diệp Quân, y cũng cảm thấy cách xử sự này của Tiên Bảo Các không thỏa đáng. Quá võ đoán. Cho tới bây giờ, Tiên Bảo Các chưa từng điều tra Diệp Quân một cách tử tế đã nhắm vào Diệp Quân như kẻ thù không đội trời chung. Hành vi này thực sự quá độc đoán, dễ xảy ra chuyện. Thế nhưng y biết tất cả những chuyện này đều vì lợi ích. Hội trưởng lão muốn giữ nguyên chức vụ, nếu không lập được công lớn thì không được. Nhưng nếu hội trưởng lão của Tiên Bảo Các có thể giúp cho người mang thiên mệnh leo lên vị trí kia thì khả năng giữ nguyên chức vụ sẽ rất lớn. Lúc đó, quyền tiếng nói của các trưởng lão trong Tiên Bảo Các thậm chí có thể vượt qua cả phó các chủ Ưng Thanh. Lợi ích. Trong mắt Tần Phong ngập tràn vẻ lo lắng, tất cả các thế lực ủng hộ người mang thiên mệnh đều vì lợi ích. Bây giờ, cả vũ trụ quan huyên đã hình thành nên một tập đoàn lợi ích khổng lồ do người mang thiên mệnh đứng đầu. Diệp Quân biết đối kháng kiểu gì đây? Có thể nói, đây đã không còn là một cuộc tỷ võ đơn giản nữa. Người mang thiên mệnh không thể bại. Những thế lực sau lưng gã cũng sẽ không để cho Diệp Quân thắng. Một tập đoàn lợi ích vô cùng lớn. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài và quay người rời đi. Bên cạnh, Âu Dương trưởng lão lạnh lùng nhìn Tần Phong, theo dõi y, người này rất có khả năng đang âm thầm giúp đỡ tên Diệp Quân kia. Rõ. Bên cạnh Âu Dương trưởng lão, một ông lão đồ đen lặng lẽ lui ra. Bên trong điện linh hư của Phúc Địa Linh Hư, cả đám cường giả nhà họ Trương tập trung tại một chỗ, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Sắc mặt của đại trưởng lão cũng cực kỳ u ám. Bởi vì bọn họ đã biết về lệnh truy nã của Tiên Bảo Các. Truy nã cấp 12. Tiên Bảo Các này đang muốn một mất một còn với Diệp Quân đây mà. Cả đám trưởng lão đều không ngờ Tiên Bảo Các này lại chơi lớn như vậy, hơn nữa Tiên Bảo Các còn lên tiếng cảnh cáo rằng ai ở cùng với Diệp Quân thì tương đương với việc đối đầu với Tiên Bảo Các. Như vậy chẳng khác gì đặt Phúc Địa Linh Hư lên trên ngọn lửa đang bùng cháy. Việc Diệp Quân ghé thăm Phúc Địa Linh Hư đã không còn là bí mật gì nữa. Nếu như Phúc Địa Linh Hư tiếp tục giữ Diệp Quân lại thì chẳng khác gì đang cố ý khiêu khích Tiên Bảo Các. Bên trong điện, mọi người trầm mặc không nói gì, bầu không khí rất bí bách. Đúng vào lúc này, một ông lão áo trắng đột nhiên xuất hiện trước cửa điện, nhìn thấy người này, đám cường giả của Phúc Địa Linh Hư lập tức biến sắc. Người của Tiên Bảo Các. Trương Vân Thiên nhìn ông lão áo trắng, hóa ra là Lý Quản Sự, không biết Lý Quản Sự. Lý Quản Sự xua tay, Trương Tông Chủ, đừng phí lời thêm nữa. Ta tới đây chỉ vì một chuyện. Nếu một giây sau Diệp Quân vẫn còn ở Phúc Địa Linh Hư thì Tiên Bảo Các sẽ cho cả Phúc Địa Linh Hư vào danh sách đen. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn không phục vụ cho mấy người nữa. Mà tất cả tổn thất gây ra cho Tiên Bảo Các bọn ta vì chuyện này đều do Phúc Địa Linh Hư chịu trách nhiệm. Nói xong, ông ta thẳng thừng quay người rời đi. Bên trong điện, sắc mặt của mọi người đều đã trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, một ông lão do dự một lát rồi lên tiếng, Tông Chủ. Đại trưởng lão, Phúc Địa Linh Hư chúng ta căn bản không xử lý được đống rắc rối này đâu, bảo Diệp Quân rời khỏi Phúc Địa Linh Hư đi. Lại một trưởng lão nữa gật đầu hùa theo, mặc dù Diệp công tử tài giỏi, thế nhưng kẻ thù của hắn là người mang thiên mệnh,
mà bây giờ, Tiên Bảo Các đã công khai đứng về phía ai rồi? Nếu như chúng ta tiếp tục ủng hộ Diệp công tử, e rằng sẽ có nguy cơ diệt tộc, vẫn mong tộc trưởng và đại trưởng lão suy nghĩ thận trọng. Dù gì Phúc Địa Linh Hư chúng ta cũng có hàng trăm nghìn người. Những trưởng lão khác cũng đồng loạt bước ra tỏ ý không muốn dây vào rắc rối này. Bên trong điện, hai người Trương Vân Thiên và đại trưởng lão trầm mặc không nói. Lúc này, hai người họ cũng đang vô cùng khó xử. Tổ địa. Bên trong tổ địa, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên mặt đất, cả người trông như một vị hòa thượng già đang ngồi thiền. Hắn đã ngồi yên ở nơi này một ngày một đêm. Lúc mới bắt đầu, cả người hắn ở trong một cảm giác phấn khích cao độ, thế nhưng dần dần hắn cũng trở nên bình tĩnh. Truyền thừa. Không thể không nói, loại truyền thừa này thực sự nghịch thiên, bởi vì trong truyền thừa này có thể giúp hắn bớt đi được rất nhiều những con đường vòng vèo. Giống như trước đây, hắn có thể đạt tới võ thần nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có được truyền thừa của võ thần. Điều này khá giống với kế thừa di sản. Người tự mình nỗ lực kiếm tiền hay là kế thừa gia sản phát triển nhanh hơn. Đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở to hai mắt, tay phải của hắn đặt trên mặt đất. Đột nhiên, cả mặt đất cứ thế rung lên kịch liệt, một giây sau, vô số sức mạnh thần bí quy tụ lại trên mặt đất, cuối cùng tập hợp trong lòng bàn tay hắn, trong số đó có rất nhiều sức mạnh mặt đất còn sót lại. Cảnh giới địa pháp. Khoảnh khắc này, hắn đã đạt tới cảnh giới địa pháp một cách vô cùng tự nhiên. Thế nhưng, khí tức của hắn vẫn đang dâng cao một cách điên cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diệp Quân đột nhiên biến đổi, hắn run giọng nói, tháp ra. Ta vẫn còn đột phá. Phải làm sao giờ? Tiểu tháp nói, không phải chuyện tốt sao? Diệp Quân vội vàng lắc đầu, như vậy quá nhanh, ít sự lắng đọng, dễ xảy ra chuyện. Tháp ra. Mau giúp ta trấn áp một chút, ta không muốn đột phá. Tiểu tháp. Thấy tiểu tháp không có động tĩnh gì, Diệp Quân lại nói, tháp ra. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy ngươi đang áp chế quá mạnh hay sao? Diệp Quân lắc đầu, tu hành giống như đúc kiếm, cần trải qua nhiều lần gọt rũa mới có thể đạt được sự sắc nhọn đỉnh cao. Nếu như ta đột phá quá nhanh, trong thời gian ngắn thì không vấn đề gì, thế nhưng về lâu dài thì có thể không phải là việc tốt. Tiểu tháp hơi hiếu kỳ, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Diệp Quân lắc đầu, bây giờ ta không hiểu về cảnh giới thiên pháp, nếu như đột phá như vậy, tới cảnh giới thiên pháp thì cảnh giới cũng không ổn định, không có ý nghĩa thực tế quá lớn. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, nói ta giúp ngươi trấn áp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.